bao nhiêu mối tình ở trong này rồi? Dạ em chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào. Bên đây cười mỉm chi liền, nghe nó chưa có mối tình là phải. Phải lắm. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Thôi bạn nam giới thiệu về mình đi bạn. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể các bạn. Em tên là Trần Xuân Bích, hôm nay là em 28 tuổi và em ở Bình Định. Làm nghề gì? Dạ em làm bên đèn led. Đèn led? Dạ. Là bóng đèn á? Dạ làm mấy cái màn hình led. À màn hình led đó hả? Dạ. Rồi bạn làm ở đâu? Dạ em làm ở Tân Bình. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. À, em tên là Nguyễn Thị Lắm, em 27 tuổi, em đến từ Bình Định ạ. Bình Định luôn? Dạ. Hiện nay bạn làm công việc gì ở đâu? Dạ hiện tại thì em làm kế toán quận 5 á chị. Mình có bao nhiêu mối tình ở trong này rồi? Dạ em chưa có mối tình nào. Sao vậy? Tại vì một phần là cái môi trường làm việc của em á, đa số toàn là nữ không mà chị. Lại em cũng hay đi chơi bên ngoài mà toàn bạn nữ không à. Nên là mình cái thời gian mà mình gặp bạn nam chung nó cũng hạn chế. Tụi em đi chơi đâu mà toàn nữ không? Cuối tuần em đi cà phê với bạn bè. Cà phê, quán cà phê, con trai thiếu gì? Mà tụi em con gái toàn rú nhau đi không à. Ờ thì mình đi với con gái để cho nó có tụ rồi mình ngồi mình phải đĩa qua đĩa lại kiếm chứ. Được rồi, bây giờ muốn có bạn trai lắm chưa? Muốn lấy chồng chưa? À, dạ chồng thì cũng muốn nhưng mà sang năm rồi chị. Trẻ mà cần gì đâu, từ từ bình tĩnh, chưa có mối tình nào. Bên đây cười mỉm chi liền, nghe nó chưa có mối tình là phải. Phải lắm. Có mối tình nào chưa? Dạ em thì chính thức được một mối tình. Còn rau ria thì cũng được. Rau ria là sao? Nó rơi rụng quá chị. Rau ria thì quá trời hả? Mà cái mối tình chính dạ, thức không, là? Dạ không, cũng 2-3 mối tình gì đó rồi. À chia tay lâu chưa? Dạ được 3 năm rồi. Thôi bây giờ mình nói đi, mình tìm người yêu thế nào, làm vô luôn đi. Em không quan trọng về cái ngoại hình cho lắm. Nhưng mà ví dụ như mà mình nhìn vô thì cũng phải có một cái đó thì có cảm tình. Có nghĩa là cái khuôn mặt phải có hậu. Không cần cao quá mà cũng đừng có nên lùn quá. Dạ. Có con nghề nghiệp. Bạn gái bên kia, bạn đi tìm người yêu của mình như thế nào? À, dạ em yêu cầu mỗi bạn nam là mình có tính lập trường, mình có tính cầu tiến. Rồi. Lại ngoại hình thì cao hơn em là được rồi. Em lại... có mét mấy? Dạ em có mét 55 rồi anh ơi. Rồi khỏe. Dạ, dạ đủ 56. Đủ gì nữa. Rồi gì nữa? À, với lại biết chăm sóc bản thân mình một tí. Rồi bên đây cũng chăm sóc kỹ lắm. Mình có những cái điểm mạnh với điểm yếu nào? Dạ ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình. Bên cạnh đó thì về phần nhược điểm thì mọi người nhận xét em là hiền quá, là dễ bị bắt nạt á chị. Lại em dễ tin người, còn xỉn vô thì em nói nhiều xíu. Xỉn vô hả? Dễ tin người mà còn xỉn nữa. Dạ. Mà hay xỉn lắm hả? Dạ không, tin lâu lâu mà chị, lâu lâu mình vui bạn bè á. Uống nhiều mà xỉn? Dạ uống các lon ạ. Mấy? Một lon. Uống một lon mà xỉn? Dạ. Bạn có thấy mạnh thì yếu gì không? Em nói điểm yếu trước đi. Rồi. Tại điểm yếu nó nhiều vậy nói. Rồi. Cả em thì em dễ tin người. Giống bên kia. Dạ. Hai người tự tin nhau. Hai luôn. Nữa là em khi mà đi chơi với bạn bè thì mình hay ít khi mà dừng giữa chừng á, hay bị bạn bè nó rủ rê đó. Thì ở nhà là cũng nghĩ là kêu bạn bè nó rủ đi á thì ra cũng ngồi uống vài lon nói chuyện rồi tao về. Ở nhà nghĩ là dễ nhưng ra ngoài là bạn bè nó rủ rê là không đi có sáng luôn. Lại được. Nói chung là dễ dụ. Dạ. Điểm mạnh là gì? Nói chung là em biết chơi thể thao. Chơi thể thao? Dạ. Hèn chi tướng Mỹ quá. Chơi môn gì bạn? Em chơi đá banh chị. Bao lâu đá 1 lần? À, tuần thì khoảng đá khoảng 3-4 trận. Trời, tuần mà đá 3-4 trận là dữ lắm đó nha. Đá 3, khỏe lắm à. 4-5 trận 3-4 phút á. Giỡn hoài. Bạn không thích điều gì ở người bạn trai? Dạ em không thích ở bạn trai điểm là gia trưởng. Với lại đàn ông mà có tính đàn bà quá em cũng không thích. Không đá banh không nên nổi đâu. Cũng tính đàn bà lạ lắm nha, đàn ông tính đàn bà lạ lắm á. Trời ơi trời, gì đá banh từng 3-4 trận đó hả trời? Trận 3-4 phút thiệt luôn hả? Đậu trận phải 1.5 tiếng á chị. Chạy em, nổi hả? Em tiền đạo chủ lực mà. Tiền đạo chủ lực? Lừa dài thử dài dùng banh cho tôi coi coi. Cũng lừa dạ. dài cái tôi coi. Không coi. Có banh sao lừa chị? Ông tưởng tượng có trái banh trước mặt ông lừa cái chân kỳ móc lắm. Móc coi. Giờ sao muốn vợ không? Dạ muốn. Nhanh. Lừa sao chị? Thì đó, thí dụ tưởng tượng như trái banh trước nè. Ông ấy bỏ cái đó xuống làm trái banh. Rồi Xuân Bích dẫn bóng đang tiến tới, dẫn qua một cầu thủ, hai đối thủ sàng qua sàng đi. Lại dạ rồi chị. Gì có chút xíu vậy sao giành được banh? Dạ giải như kỹ thuật nó điêu luyện rồi chị. Rồi một trận nó đá 3 phút mà ngoài cái đá banh ra còn thấy mạnh gì khác nữa không? Rồi ngồi xuống đi. Được rồi vậy hiểu rồi đó. Em biết hát. Hát gì? Em hát bolero. Là mạnh đó phải không? Chắc không bình thường rồi chứ không có mạnh lắm. Rồi làm thử một khúc coi. Em chỉ hát bài Không Bao Giờ Quên Em. Rồi
Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao em. Ngày nào mới quen nhau, vì chung hướng đời mình trót trao nhau nụ cười. Và tình yêu đó tôi đem ép trong tim, dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình, tôi cũng không bao giờ, không bao giờ quên em. Được. Cái này mới thấy mạnh nè. Cái mạnh con y quá à. Bạn có cái điểm nào bạn không thích ở người phụ nữ không? Dạ em không thích người phụ nữ hay giận hờn, sơn móng tay móng chân. Ta sơn mắt mới vậy đó, chị tượng sơn đó. Ủa? Tại vì em là xuất phát là ở quê, nên thành em cũng muốn người nào mà chăn chắc hiền lành hay là anh mặc mộc mạc giản dị như quê á. Hay tin người nữa phải không? Dạ. Rồi, được rồi. Điểm mạnh hát bolero, điểm nhẹ đá bóng. Trời ơi, chào cười tươi quá trời em. Dạ. Nãy giờ em nghe hát em có cảm nhận gì cái giọng của anh ấy không? Hay quá anh ơi. Hay ngọt ngào ha. Hay quá luôn. Dạ. Em tưởng tượng cái người của anh sao? Em nghĩ là mê thể thao chắc là cũng cao hơn em nhiều. Ừ. Với lại tướng tá thì cũng vạm vỡ. Vạm vỡ lắm. Tướng vạm vỡ lắm. Này em đoán đúng đó. Nhưng mà hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào? Một cái hình mẫu mà giống ai đó, có thể không tưởng tượng không? Dạ hình mẫu của em thì giống như anh Đan Trường được rồi chị. Anh sao chốt em ở anh luôn vậy? Hình mẫu của em giống Đan Trường vậy chị? Kêu mình chị chạy qua đây luôn. Đan Trường hả? Mày em lúc đang nằm quá anh. Mày đang nằm mà thiệt hả? Rồi thôi vậy được rồi đó. Hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không? Có chị gái em, có đồng nghiệp em và bạn cùng lớp, bạn cùng phòng với em. Dạ em chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ, chào quý vị khán giả có mặt ở trường quay. Em tên là Kim Phụng, là chị gái của Lắm. Hôm nay đến đây là ủng hộ cho em gái tìm được ý trung nhân của mình. Dạ, dạ. Chị thấy anh tiền đạo bên bển sao? Dạ em thấy em trai này cũng hiền lành, chân chất, dễ thương. Chắc là Lắm ơi, em bấm nút hẹn hò cùng anh ấy nha. Rồi, vậy là chị này khoái đá banh, tiền đạo chủ lực. Bích, bạn có đi với ai không? Dạ, em đi với chị con bác ruột, chị Thành. Chị con bác ruột. Dạ, alo, em chào chị Cát Tường. Em chào chị anh Quyền Linh. Bây giờ hai người chào tụi chị rồi nha. Coi là giới tính thôi sao. Em thấy chị gái bên đây cũng dễ thương. Bạn bên kia có cái tật xấu gì không? Có, nói nhiều. Ủa vậy hả? Ừ. Chết nãy giờ rồi. Nói đâu có nhiều lắm đâu ta. Khiêm tốn. Có cái gì nữa không? Nói luôn như là chị em phụ nữ. Không, được cái có cái dễ thương. Cũng hiền lành lắm. Rồi thôi vậy là được rồi đó. Tốt hết á, chỉ có cái tội nói nhiều thôi. Rồi kéo màn lên. Người đàn ông lực lưỡng nào vạm vỡ tiến về phía trước. Trời. Chào anh ạ. Có. Anh có món quà tặng nha. Dạ em cảm ơn ạ. Khoan, đứng lên. Em thấy sao đánh giá người đàn ông trước mặt? Vạm vỡ không em? Đứng đó đi, đứng đó cho ta coi dáng coi sao, mắc cỡ gì đâu kệ. Anh đừng có chỉ nhục em nữa. Tướng em cũng đâu có gì đâu, không? Không có gì hết, để con người bạn gái cảm nhận rồi đó, sao? Nói chung là ngồi cái trí tưởng tượng của em, tại hồi nãy em vẫn nghe là anh này mê đá bóng á. Ừ. Em cứ tưởng là cao mà vạm vỡ lắm kìa. Messi hay này mê đá bóng cũng nhỏ nhỏ còn vậy anh? Đúng rồi, đâu có sao đâu. Nhỏ vậy luôn lách mới dễ. Có cảm nhận dễ thương không? Dạ cũng dễ thương ạ. Nụ cười dễ thương đâu, nhìn nụ cười bình định coi. Nụ cười bình định mà nhiều người ta nói nụ cười bánh hỏi lòng heo á. Đó. Đó chưa, dễ thương chưa, đặc sản bình định á. Thôi được rồi. Cảm nhận về bạn nữ như thế nào? Thì cái quan tâm đầu tiên của em là phải là người con gái bình định. Thứ hai nữa là có điều kiến. Điều kiến nhiều người đeo kiến nhìn rất là dễ thương. Em đeo kiến dễ thương mà không? Đúng rồi. Là sao, thích đeo kiến hay không thích đeo kiến? Em thích đeo kiến. Hên quá, nãy thì quá chị ơi. Hên quá. Nãy giờ không có đeo kiến nên ghi hình cho đẹp mới quay qua nhìn mặt em mới đeo kiến vô đó. Anh còn gì muốn hỏi em không? Ví dụ thành vợ thành chồng rồi là theo em là ai là người giữ tiền? Thường tôi thấy con gái hỏi câu này không, hôm nay tôi thấy ông này hỏi. Trả lời đi em, trả lời thiệt bụng nha. Em nghĩ là con gái mới giữ tiền là tốt hơn ạ. Chính xác. Anh cũng vậy đó. Anh hỏi thách đố người ta hả? Anh hỏi thử người ta dám nói không chứ gì. Trời ơi, đàn gái tôi mạnh mẽ lắm mà. Mà anh hỏi đi, hỏi cho này hai đứa lấy nhau ai đẻ. Rồi bây giờ một câu tỏ tình với nhau thật là lãng mạn nào.
trong rất là nhiều người đăng ký chương trình đến đây thì vô tình thì anh lại được gặp em, thì đó là một cái duyên. Nếu mà có cơ hội á thì nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu với nhau nhiều hơn, biết đâu sau đó biết đâu trong cái duyên đó nó còn có chữ nợ nữa, thì sau này chúng mình đến với nhau thì sao. Dạ rồi vậy được rồi. Nào chúng ta sẽ 3 tiếng đếm, các bạn quyết định. Suy nghĩ thật kỹ, lắng nghe cảm xúc của mình, trái tim của mình. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng sự đồng ý và hẹn hò của hai bạn. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhịp đập của con tim nha. Những chiếc vé mời xem phim gửi tặng các bạn. Điểm mạnh của em trung thực, thẳng thắn và uy tín. Đó cũng là điểm yếu của em luôn. Không thích tên hói anh. Chết rồi, anh hơi hói á. Nhưng mà hói hài hòa tí cũng được anh. Hói hài hòa là sao? Giống như anh Quyền Linh là được. Mời bạn nữ ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Em tên là Nguyễn Minh Tuyến, năm nay 26 tuổi. Em là người Ba Qua. Quê em là ở Vĩnh Phúc. Em sinh ra ở Vĩnh Phúc. Năm lớp 1 thì em đã vào Ninh Thuận sinh sống. Và hiện tại là em đang làm việc và sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên thuế của chức thuế quận Tân Bình. Rồi, mời bạn nam. Em xin giới thiệu, em tên là Tân Tài. Họ tên đầy đủ của em mà Tân Tài. Em năm nay 28 tuổi à nhà. Ha ha ha. Em xin chào anh Linh và chị Cát Tường. Chào tất cả mọi người trên phim trường. Chào tất cả khán giả đang xem đài. Và chào em gái ở bên kia bức màn. Tèm tèm tèm. Nghe rõ hết không em? Em nhớ được tên là Tấn Tài. Nghề gì Tài? Dạ em làm bên chăm sóc khách hàng của tổng công ty Nguyễn Kim ạ. Để sẵn làm luôn đi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì, còn bài nào nữa không? Điểm mạnh của em trung thực, thẳng thắn và uy tín. Đó cũng là điểm yếu của em luôn. Khi mà mình quá thẳng thắn thì gặp nhiều đối tượng sẽ không thích. Em có tật xấu gì không? Hay giống như là góp ý. Bạn gái nếu mà cần sự chia sẻ của em thì em sẵn sàng chia sẻ hết mình. Em cũng đang cần tìm một người là đó có đóng góp ý kiến nữa. Vậy còn điểm yếu, điểm mạnh của mình là gì? Điểm mạnh của em là hòa đồng, vui vẻ, có trách nhiệm với gia đình và công việc. Còn điểm yếu của em là hơi nhút nhát và không có khiếu hài hước, không có khả năng ăn nói lắm. Nhút nhát chút xíu cũng được. Dạ cảm ơn. Tại vì anh cũng hơi nhút nhát chút xíu. Dạ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao trên mét 7, cao từ mét 7 trở lên. Anh mét 8. Quá. Phù hợp quá. Rồi gì nữa? Có khiếu hài hước, có trách nhiệm với gia đình. Anh cũng không thích sự vui vẻ, hòa đồng. Vì sự trách nhiệm thì em khỏi lo. Khách hàng tao còn chăm sóc được mà đừng có chi người thân đúng không? Dạ đúng ạ. Còn gì nữa em gái? Không thích tên hói anh. Chết rồi, anh hơi hói á. Nhưng mà hói hài hòa tí cũng được anh. Ủa hói sao? Hói hài hòa? Hói hài hòa là hói sao? Từ hồi đó giờ mỗi lần nghe không thích hói là tôi đã bực mình rồi. Bây giờ còn cái câu hói hài hòa nữa. Hói hài hòa là sao? Giống như anh Quyền Linh là được. Vậy là anh hói hài hòa đúng không? Dạ đúng. Làm gì cái Linh mấy năm bên đây mới biết, mai mốt mình sẽ gọi anh là Linh hói hài hòa. Em thấy ai có ai hói mà người ta không thành đạt không? Mấy người hói toàn là giỏi không à. Hói hài hòa còn giỏi hơn. Còn cái gì anh không thích nữa đàn ông nữa không? Quá gầy. Anh hơi gầy á. Không có đâu. Anh bên đó cũng cỡ anh đó. Cao hơn anh. Dạ càng được. Còn như anh đó. Cô gái này cũng có duyên với bộ. Được á, anh thấy dễ thương. Rồi. Hói hài hòa. Rồi bây giờ á, nếu bây giờ được thì em định khi nào tiến tới hôn nhân được? Khoảng 2 năm chị. Khoảng 2 năm. Dạ. Vậy ha. Dạ, chào bạn. Hài hòa không? Hài hòa, hài hòa. Người mẫu lý tưởng của em là chị Cát Tường. À, cảm ơn em. Nếu mà lấy nhau về thì mình lập nghiệp ở đâu? Lập nghiệp ở thành phố không chị? Nhà em ở thành phố mà. À, mình đã có nhà luôn rồi hay là mình ở với ai? Nhà ở chung với ba má. Ừ, chung dạ. Ba má. Tất vậy là con mình... một. À con một, và sau này sẽ làm dâu đúng không? Ở dạ, chung với ba mẹ luôn dạ, đúng không? Rồi ba mẹ có đưa ra tiêu chí tìm con dâu tương lai như thế nào không? Dạ ngoan, hiền, lễ phép, dễ thương. Dạ. Cô bên kia được đó em. Có cái điều gì bạn không thích ở người phụ nữ không? Không có thật, dối lòng. Em sợ là hay là đi ngoài ăn nhăn với mấy bạn uống bia, cầm ly bia lên ấy, cũng được. Nhưng mà em
tương đối là hạn chế một chút. Nói chung là em có vẻ thích có vẻ là truyền thống một chút xíu đúng không? Đúng rồi. Em cũng thích một chút xíu hiện đại nhưng mà đừng quá được rồi. Thật ra bây giờ phụ nữ hiện đại thì lâu lâu tiệc tùng rồi thì được. uống một hai ly, một hai chai với bạn bè thì vẫn không sao. Uống xỉn có sao đâu. Vui mà có sao đâu. Bản thân em có ăn nhậu gì không? Trước đó thì em nhìn nhận khác là em không có uống một giọt rượu, bia, thuốc lá gì hết. Nhưng mà sau này thì với môi trường làm việc em hòa đồng với mọi người. Thí dụ giờ bạn nữ hơi hiện đại chút xíu, ví dụ như là nhuộm tóc hay là xăm mình, rồi có hình xăm rồi vậy thì em thấy sao? Đừng lố quá, xăm thì chỗ kín chút. Em không có xăm mình. Được rồi, tóc nhuộm đừng có lòe loẹt quá. Nói chung là hơi truyền thống một chút xíu. Hiện đại là cho nó có màu sắc chút cho vui thôi. Đừng lố đúng không? Dạ đúng rồi, cảm ơn. Không, những ý kiến em đưa ra anh thấy cô bên kia cũng khá hợp với cô bên kia đó. Mình làm dâu được không em? Dạ được chị. Tốt, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, em đi với ai nè? Dạ em đi với em trai và đồng nghiệp ạ. Em là em trai duy nhất trong gia đình. Gia đình em có 4 chị em lận. Chị Tuyến thì đứng thứ 2. Thì em thấy chị em là một người cũng khá là hoàn thiện. Nói chung là nấu ăn ngon, làm việc cần cù chăm chỉ. Khuyết điểm thì chắc là nhút nhát thì chị em cũng nói rồi. Còn về anh này thì tính cách của anh thì khá giống em nên em cũng khá thích. Em nghĩ là nhà anh hơi gia trưởng. Thì anh thì chút xíu về gia trưởng, tại vì anh làm nghề chăm sóc khách hàng. Nói chung là anh cũng biết lắng nghe, miễn sao là hòa đồng với mọi người. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với mẹ, dì, dượng, anh em và cả nhà đồng nghiệp. Dạ, kính chào MC Quỳnh Linh và Cát Tường và khán giả trường quay. Tôi là mẹ của Tài. Tài thì nó cũng hiền lắm. Thì mẹ cũng thấy là bên đây nó cũng hiền. Dạ tí con thấy hai đứa mà kéo màn á, coi được thì tùy con thôi. Miễn nó hạnh phúc. Cái gia đình chỉ cần là bé ngoan, biết gia đình, biết trên dưới này kia là tốt. Con cần ý kiến của nhiều người. Tôi là Dượng 7. Trước hết tôi xin chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường và quý vị ở trong đây. Ở nhà thì bạn bè đều khen tôi đẹp trai, nhưng mà rồi ai cũng nói tôi, nói là cho dù anh đẹp trai nhưng mà không bằng anh Quyền Linh. Thành ra bữa nay mà được gặp ở ngoài vậy đó, là coi như cũng thỏa mãn rồi. Cảm ơn chú. Còn về cháu gái bên đây á, cháu nói chuyện thì cũng hiền lành. Cháu trai của tôi thì hồi đó giờ cũng hiền lắm, ít nói lắm, tính tình thì tốt, nhưng mà có thể rằng là trong tiếp xúc giao thiệp bạn bè có thể có nhiều người không hiểu. Dường 7 rất mong là hai đứa bấm nút hẹn hò với nhau, ta thấy hai bên cũng hiền lành dễ thương. Mà nếu mà bấm nút hẹn hò nhau thì nên cố gắng nhường nhịn nhau rồi tìm hiểu cho kỹ một chút thì sẽ dễ hòa hợp với nhau hơn. Thì chỉ có mấy lời vậy thôi. Rồi cảm ơn Dường 7 nha. Ý kiến của phụ huynh rồi, xong hết rồi ha. Bây giờ ăn thua là hai bạn, chúng ta sẽ có 2 phút trò chuyện với nhau. Cảm màn lên. Không gian này là của các bạn đó. Anh chào. Chào em. Mấy cái khăn choàng. Là đi Đà Lạt. Tấm thiệp tặng anh này em tự làm, tự tay làm trong có hình ngôi nhà. Okay. Đây là mơ ước của em. Tặng anh. Đẹp quá. Yeah. Một ngôi nhà thiếu một vài đứa trẻ. Lần đầu tiên anh gặp em thấy em cũng hơi tròn trịa phúc hậu. Anh trong đó anh không biết nói gì nữa. Người con gái mà anh thích là sự gọi là tin tưởng, với lại cái thứ hai là biết yêu thương. Em là một người nhút nhát nên là em cũng muốn anh là đừng nhút nhát nha. Nó nhiều hơn một xíu. Anh chăm sóc khách hàng chắc cũng nói. Đúng rồi, thì anh đâu dám na khách đâu, thành ra anh cũng nhút nhát luôn đâu. Có bao giờ anh nói lớn tiếng với khách đâu, cho dù khách nói cỡ nào, cho dù khách sai, anh vẫn mỉm cười qua điện thoại với khách, vẫn chăm sóc khách hàng tốt. Thì anh biết rất biết lắng nghe và mong em cũng biết lắng nghe khi anh chia sẻ. Hẹn hò cảm nhận chàng trai thế nào? Đúng tiêu chuẩn của em á. Anh có hài hước không anh? Anh rất là hài hước, nhưng mà với khi nào mà anh quen rồi em đỏ không nổi luôn á. Em không có khiếu hài hước á. Nhiều khi người ta đang nói chuyện mà em chỉ cần chăm vài câu là đã hết vui. Thông thường thì cái khoảng thời gian mà em về thăm gia đình là khoảng bao lâu? Em hay về thường xuyên lắm. Thì cái khoảng thời gian mà anh làm ở đây rất là khó, tại vì anh làm cái ca ngoài giờ hành chánh là từ 5 giờ tới 10 giờ tối. Vậy thứ bảy chủ nhật anh có phải đi làm không? Thứ bảy chủ nhật thì anh vẫn làm, cái đó là cái nghiệp vụ của bên anh rồi.
Em thì em làm về hành chánh. Mẹ không biết sao mình không hòa được ta. Anh ở quận 8. Em ở Tân Bình. Chắc tầm khoảng 30 phút. Được, không sao. Nói với anh khoảng cách không thành vấn đề. Cả đêm rồi phải ngày nào cũng làm đúng không em? Dạ, thì một tháng em được nghỉ 4 ngày. Không có cố định. Vậy là cái ngày nghỉ đó mình có thể sắp xếp. Đúng rồi. Rồi, thôi được rồi. Bây giờ là chúng ta đã trò chuyện với nhau để hai bạn có thời gian để nhìn nhau, ngắm nhau và hiểu nhau nhiều hơn. Bây giờ là giây phút quyết định. Một. Hai. Ba. Xin mời hai bạn. Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Lý do tại sao bạn có thể chia sẻ với mọi người? Cái công việc của em làm giờ hoàn chánh 5 giờ tới 10 giờ. Thì cái tình cảm em sợ là sẽ không giữ được với bạn. Em cảm thấy như thế nào? Em cũng hơi thấy tiếc. Em nghĩ là người ta có một câu nha, kiếp trước là nhìn nhau 500 lần thì kiếp này mới được gặp bánh nhau. Rất xúc động đúng không? Đó là tất cả những cái tình cảm rất thật. Sự lúc nãy thì bạn gái cũng có chia sẻ là bạn trai là đúng cái mẫu người mà bạn gái tìm. Tuy nhiên có thể là có cái duyên nhưng mà nó chưa đủ, đúng không em? Cái duyên đến đó thôi nhưng mà không sao cả. Nên mình vẫn tôn trọng ý kiến của cả hai bạn và hy vọng rằng hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa phù hợp với mình. Sẽ có sự truyền nhiều, chị có giỏi chém gió. Ê, cũng gần một năm nay rồi, rồi bạn nữ tình yêu muốn cưới thì em sẽ sẵn sàng. Tóm lại là trong tình yêu đôi khi có những cái giây phút nó hơi hồi hộp căng thẳng như vậy. Mong rằng những giây phút đó nó luôn luôn có trong cái cặp đôi ngày hôm nay. Và nó trong veo thì sao, dễ thương quá ha. Rất là dễ thương, rất là đáng yêu thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến tới cặp đôi thứ hai xem là có hẹn hò với nhau hay không. Hả mà. Mời bạn nam. Cẩn thận quá ha, chu đáo quá ha. Chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường. Mình tên là Trương Phong Minh, 32 tuổi. Mình đến từ quận 2, là trưởng phòng kinh doanh công ty bất động sản. Mời bạn nữ của chúng ta ra sân khấu. Chào chị Cát Tường. Rồi. Chào anh Quyền Linh, chào mọi người. Chào bạn. Em tên là Ngân. Hiện em đang là nhân viên hành chánh nhân sự. Em 30 tuổi. Quê mình ở đâu? Dạ em ở Đồng Nai. Đồng Hương đấy. Ở trường của mình là gì nè? Dạ sẽ có sở trường gì, chị có giỏi chém gió. Chém gió xin lục địa. Hay rồi, cái này hay rồi nha. Bây giờ hai người chém gió qua lại chút xíu coi. Rồi, rồi hai, bắt đầu chương trình chém gió. Anh có mối tình nào chưa anh? Có, trải qua hai mối tình rồi. Ê, cũng gần một năm nay rồi. Anh có nghĩ là trong tình yêu thì phải để cho tình yêu nó đói không anh? Nó đói, nó no quá, nó ngán. Mà đói thì đói vừa thôi. Mà để nó đói quá, nó kiếm với các anh thì cũng chết quốc luôn. Anh thấy sao? Thầy cần. Cổ tấn công quá mình hơi sợ đúng không? Sao mình không tấn công ngược lại? Hiện tại em đang làm việc ở quận mấy? Em làm ở quận Tân Bình. Tân Bình, nãy nói rồi. Anh ở quận 2 thì nó cũng gần mà đúng không? Là giới thiệu rồi, cái gì mới mới đi. Tiếp đi, hỏi đi. Sở trường của anh là gì? Sở trường của em thì chinh phục khách hàng. Khách hàng anh, khách hàng giống chinh phục phụ nữ anh. Khách hàng giống anh Quỳnh Linh mà xuống mà mua đất với em thì em sẽ tư vấn cho anh Linh một cách là nó rất là chí lý, một cách nó rất là nó. Vậy thí dụ giới thiệu cô ấy cái miếng đất kế nhà anh nè, giới thiệu đi. Cổ đang định đi mua đất nè. Tôi mua đất đó, có đất kế nhà mình đó, nằm trong nhà mình luôn đó. Cái miếng đất của anh thì rất là đẹp, cái giá tiền thì nó lại rẻ, bây giờ mình đầu tư cũng được. Nói với cô kia kìa, Ngân ơi Ngân, gì đó. Có tiền lúc khác nói. Cái gì đâu thiếu một cái làng được đâu. Cái thế mạnh của bạn là gì? Trong công việc hoặc là trong tình cảm thì mình sẽ người chịu thiệt rồi hòa giải những lúc mình nó vướng mắt. Bạn có điểm gì mạnh không? Dạ thôi em hát một bài nhạc chế nha. Cũng chế nữa hả? Vâng. Này ai chế? Em chế. Rồi em chế. Một người xinh xinh giống như là mình, một người xinh giống như mình rất là xinh. Hết rồi đó chị. Hay sao? Hay sao anh? Tự tin hả? Tự tin hả? Em không thích gì ở người phụ nữ? Nói nhiều, một câu mình lặp đi lặp lại nhiều lần á. Mỗi khi giận lên em làm gì? Thường thì em bỏ đi không à. Rồi sau này em sẽ nói người ta biết là cái chuyện đó như vậy. Chứ còn nếu mà giận lên mà em đã giận, người ta cũng giận nữa thì hai người hư bột thôi đường hết. Có gì thì thiệt vậy mình á. Đúng rồi. Sau hai mối tình đổ vỡ như vậy thì em nghĩ rằng mình sẽ làm gì
để mình có thể giữ chặt cái mối tình tiếp theo? Lo lắng mà biết quan tâm tới người ta. Vậy là hai mối tình trước em không quan tâm đến người ta? Có, có quan tâm, là những mối tình thứ hai của em á thì nhiều lúc mình không có đáp ứng cho người ta được, nhưng bây giờ thì mình đã đáp ứng được rồi. Giống bây giờ bạn nữ tìm hiểu muốn cưới thì em sẽ sẵn sàng. Mẫu người bạn trai mình là người như thế nào? Đàn ông là đích thực, sống có trách nhiệm, biết quan tâm, chia sẻ, không hút thuốc và không có nhậu nhiều. Có hút thuốc thì em hút, nhưng nhậu thì em có nhậu, mình chỉ nhậu theo công việc thôi. Chứ không phải là nhậu ghiền ngày nào phải đi nhậu, không phải. Em có yêu cầu bạn trai em gì cụ thể hơn nữa không? Nói cho anh nghe luôn đi. Có cao không anh? Em muốn cao nhiêu? Dạ, 1m65 ạ. Anh 1m6. Đoán, nghe cái giọng đoán 1m56. Có gì nữa? Đừng có bụng phệ giống anh Quyền Linh nha. Có anh bụng phệ hả? Bụng phệ quá ta. Cô này tôi thấy ấn tượng rồi nha. Có nhiều cái lạ lắm á, tôi qua xem mặt thôi. Chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Không ấn tượng đấy, giọng nói cũng ấn tượng nè. Có nhiều câu hỏi cũng ấn tượng nè, mà hát cái bài cũng ấn tượng à. Ủa sao không thích được bụng phệ? Đàn ông bụng phệ thì sang, đàn bà bụng phệ cũng sang như thường. Như đủ giờ em yêu nè, rồi lấy nhau có con, có cái rồi đang hạnh phúc, tự nhiên ổng bụng phệ rồi ổng lại bỏ ổng. Cái đấy lỡ là phải phóng leo theo leo thôi anh. Còn không thích gì nữa không? Với lại hôi nữa. Thơm anh hôi à? Thơm. Ủa hôi hay sao mà tao nói thích hôi cái chạy về liền vậy? Không, rất là dễ thương, nhưng mà khi mà cô ấy đặt vấn đề gì nó ấn tượng lắm. Hơi sốc. Hôm nay cũng có người cá tính nè, anh thích người này nè. Hơi sốc. Dù nói thôi chứ đừng có bụng phệ, nhiều khi người ta tốt lắm. Dạ. Hả? Anh phệ lắm à? Em chọc anh thôi. Hả? Anh cũng phệ lắm à? Thôi được rồi, nói chung là em dễ thương đấy, ấn tượng. Em có đi. Anh này anh hơi hiền chút xíu. Nãy ngồi ngồi rung ngõ luôn. Rung lắm. Có đi với người thân không? Đừng dạ, có em đi với bạn nha. Em. Dạ em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Thế tình hình sao? Ổn không? Theo em thấy là không có phù hợp lắm. Bé Ngân thì vui vẻ, nhí nhảnh. Còn bạn ngồi bên đây. Bé mình thì sao? Thì nghiêm túc, chín chắn. Thì quan trọng là mình phải có thêm các cuộc gặp gỡ khác nữa thì mình có biết được là phù hợp hay không. Thì nó cũng đúng, bên kia nhí nhảnh, bên này không có nhí nhảnh. Nhí nhảnh thì phải gặp một người trầm một chút xíu, lâu xuống bớt, chứ không cô bay cao quá phải cân bằng. Chứ nếu mà hai người cùng nhí nhảnh thì thành con cá cảnh luôn, trong sao được. Nhiều khi nó không hợp với không một phải. Người là gọi là một người tung quá, một người phải ghìm lại bớt thì nó mới phù hợp. Chưa chắc người kia nó thấy kỳ hoài, tới chán. Anh muốn lấy vợ chưa? Mình cũng có tuổi rồi, cũng muốn lấy vợ để mà lo cho gia đình. Nhà cửa thì em chưa có mua ở Sài Gòn, nhưng mà em những chuẩn bị được, cái vợ về cũng có nhà cửa. Vậy là ổn định rồi ha. Dạ. Coi cái bụng có phệ không kìa. Không, ổn định mà, nhỏ hơn bụng anh mà. Bên kia không thích bụng phệ á. Bạn bạn Minh, bạn có đi với người thân không? Dạ có. Ai đâu? Dạ em đi với là cậu Mự em và những đồng nghiệp của em. À, xin chào cậu Mự của bạn Minh à. Hồi nãy giờ thì em cũng quan sát như hai người Minh và bà đây mê, chị thấy mơ thấy cũng được, thật tuy con thôi. Yeah. Như nãy theo người nhà bạn Ngân nói là hai người không có hợp tính cách với nhau, cậu thấy sao cậu? Tôi nhận thấy chị bên đây là khôn ngoan, vì Minh là mất bố mẹ rồi, một cô chị gọi, tức là từ nhỏ đến lớn, bây giờ là ở với cậu bên bờ, bên bên ngoài à. À, cho tôi hỏi chị ở Đồng Nai rồi đến từ đâu? Dạ, con là ở Gia Kiệm. À Gia Kiệm, tôi là ở Cẩm Mỹ, gần mà qua xa lộ hay lắm lên Gia Kiệm rồi. Rồi cảm ơn cậu Mợ ha. Thôi bây giờ cho hai người nói chuyện với nhau đi. Đúng rồi, giờ kéo màn lên, chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện. Bắt đầu. Chào anh. Thằng cậu hoa tặng nha. Cảm ơn anh. Em nghe nói bất động sản thì chắc nhậu nhiều lắm. Không, cũng nhiều lắm đâu em. Tại như anh nhậu thì không có say xỉn, chỉ có nhậu biết chừng mực thôi thì sẽ về. Anh có thích đi phượt không? Cũng có em. Anh đi có khi anh đi từ đây về dưới Kiên Giang, anh đi xe máy. Anh bụng hơi to anh. Hỏi coi cảm nhận có phải không? Không to máu em lắc vòng anh. Có không? Có. Cái đó cái tiêu chí đầu tiên của khổ đó. Ngồi im đừng có hấp vô coi. Thấy anh sao? Cảm nhận thấy anh sao? À, nói chung là anh là một người chững chạc, nghiêm túc. Chứ không có nhí nhố như em. Chính xác. Bắt tay coi. Câu này hay nhất nè. Bắt tay coi. Cố lên. Giờ được rồi đó. Cố nhận ra điều đó là được rồi đó. Bây giờ thấy hai người bắt đầu hợp rồi đó. Nói đi. Anh yêu em nói luôn. Bao nhiêu lâu nữa ta em sẽ tới hôn nhân được? Em nghĩ là tìm hiểu nhau 1 năm. Ok, thì theo anh cũng như vậy. Anh có yêu trẻ con không? Có em, thích trẻ con. Thật không? Thật. Giữa vợ với trẻ con yêu ai? Hai người bằng nhau anh.
con của mình nha. Vậy con của người khác là không yêu? Không, tại vì con của mình mới yêu bằng ngang với vợ, chứ còn nếu con người khác thì yêu vợ hơn chứ, đúng không? Cái con người khác anh yêu con khác hơn vợ, cái em gan anh sao? Ủa phải ta con không đâu. Chạc lắm, không có lừa hàng người ta được đâu cô à. Giờ cô bớt nhí nhố, cô vô chuyên môn đi đám cưới nè. Anh cũng thấy tính cách của em rồi đó, là nó hơi nhí nhố một chút. Thì không biết là anh có chịu được cái tính cách này không? Nói chung thì không sao đâu em, nhưng mình cái gì mình cũng sửa đổi được mà. Đừng có quá ráng thì thôi. Nói chung vui là nó cái tốt. Nhưng mà bản tính nó khó đổi thì sao anh? Từ từ nó sẽ thay đổi cho em. Nãy giờ thấy rung động gì với cô này chưa? Dạ rung rồi anh, rung nãy rung lắm rồi. Bây giờ thấy cô đẹp nhất là gì? Cô ấy có làn da trắng, thì cũng dễ thương. Em ấn tượng gì nhất của anh này? Hai tay đeo hai cái nhẫn bự quá. Được. Hay quá. Cặp thôi, hết giờ. Suy nghĩ thật kỹ nha. Có cảm thấy phù hợp với nhau, có muốn hẹn hò với nhau hay không? Trước khi bấm nút á, mình phải bộ gãi nè. Đưa cái nhẫn lên á. Vừa quá. Cái nhẫn ấn tượng mà. Ha. Rồi, chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng hai người cùng quê nha, Đồng Nai nha. Em có lo lắng gì sợ cô ấy không bấm nút không? Cũng có, không hợp. Nắm tay bạn ấy cứ đỡ hồi hộp đi. Tặng hai bạn nước xịt thảo dược Relax của chương trình. Đây là cặp loa Soundmax i5 tặng bạn, các bạn nghe nhạc nha. Nghe những bài hát về tình yêu và xem những bộ phim về tình yêu để cảm giác cuộc đời nó lãng mạn và yêu nhiều hơn. Chúc hai bạn hạnh phúc. Cảm ơn anh chị. Dám hôn cổ không? Dám hôn không? Dám. Dám hôn đi. Hôn đi. Nói là làm liền luôn. Chẳng hôn cho em nha. Còn xinh nữa. Không bấm nút một cái đọc là nghe nó đau xót con tim. Ôi đau lòng. Đức tình đảm gục á. Cất cái này vô. Mời bạn nam. Rồi, chào em. Xin mời bạn nữ. Đầu tiên thì ta sẽ giới thiệu về lý lịch trích ngang. Mời bạn trai. Thì em tên là Huỳnh Quang Diệu. Năm nay em 27 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh ở nhà về cái mảng cơ khí xây dựng. Thì em lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh quận mấy? Gò Vấp. Vậy là mình làm chủ đúng không? Cũng gần chủ. Gần như chủ. Gần chủ. Rồi mời bạn gái. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị em. Nam Thư, quý vị khán giả và chào bạn nam bên kia. Em tên là Ngô Thị Thảo, năm nay em 25 tuổi, hiện đang làm giáo viên mầm non tại Hóc Môn. Em sinh ra và lớn lên tại Bình Thuận. Ở nơi là thanh long rất là nhiều đúng không? Dạ, thanh long và nước mắm. Nước mắm ăn với thanh long chắc ngon lắm nha. Không, tại em nhạt, nước mắm chắc cũng mặn, đỡ nhạt. Vậy hả? Thảo nói một tí xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình nè. Điểm mạnh của em á là vui vẻ, hòa đồng, dễ tiếp nhận cái mới. Em biết may đồ và em thích được nói. Ai cấm em nói mà không cho em nói về Thảo? Dạ tại vì em nói hơi nhiều. Em nói nhiều đâu có bằng anh với chị Nam Thư đâu. Đúng rồi. Bắt trúng chủ đề của em á thì em sẽ nói nhiều lắm. Vậy chủ đề em là gì vậy Thảo? Ví dụ như nói về vấn đề tình yêu thì em sẽ có rất là nhiều cái để nói. Hay quá, tình yêu, được rồi. Em dạ. Em có điểm mạnh gì? Thì em hòa đồng với lại biết lắng nghe. Ồ, hòa đồng bên kia nói nhiều, lắng nghe nổi không? Dạ nghe nổi chứ anh. Nghe nổi luôn đúng không? Tật xấu là gì? Hơi lười một tí xíu thôi. Em đi làm về thì người cũng hơi dơ rồi, nhưng mà vẫn ngồi chơi game, xem phim, chán chê rồi mới tắm. Rồi có lười dọn dẹp không ha? Không, cái đó là bắt buộc phải dọn dẹp rồi chị. Thảo, em có thích con trai ở dơ hay ở sạch nè? Em thì em vẫn thích ở dơ hơn. Trời ơi. Hả? Tại vì vậy nè, ví dụ như mà bạn đó mà ở sạch quá thì em mà lỡ ở dơ cái là phải vậy, như là phải bị phiền á. Hiểu. Em ơi sao em dơ quá rồi. Vậy đó, em lại thích kiểu như là không phải là sạch sẽ quá. Tôi có nghe nhầm không trời? Có lý do để ở dơ. Một cô gái thích ở dơ hơn. Thấy chưa, các chàng trai cũng đừng nên sạch quá. Bởi vì có những cô gái thích hơi dơ dơ. Thảo, điểm yếu của Thảo sao Thảo? Em hơi nóng tính, có một chút bốc đồng. Em có nóng tính bốc đồng không?
Em chỉ có trong công việc thì em nóng tính. Còn về nhà có nóng tính không? Dễ tính. Rồi đó giờ mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em thì em trải qua được 3 mối tình rồi chị. Ừ. Cái mối tình mà đáng nhớ nhất của em là mối tình bất quá tam. Không bao giờ có lần thứ 3. Dạ, 3 cái lý do đó xảy ra mà 3 chuyện đó em ghim nhất luôn. Chia tay luôn chị. Chuyện đầu tiên á, hôm đó là em bị tai nạn. Em không có đi được, em phải ở nhà. Anh hỏi em á, em muốn ăn gì? Em muốn ăn bánh canh cá lóc. Anh nói là ăn cái món gì mà khó tìm quá vậy. Em nói là dạ thôi không ăn nữa đâu. Xong anh cho em nhịn tới chiều luôn chị. Làm em đói luôn. Trời đất ơi. Cái chuyện thứ hai là em đi được rồi nhưng mà em còn yếu lắm. Em có nhờ anh qua chở em đi làm. Em dặn anh là 6:30. Hôm đó là trễ quá. Em mới dắt xe ra. Em đi ra tới cổng thì em thấy anh chạy tới. Anh nói mới nói với em là lần sau á, em mà tự đi á, em phải nói với anh trước để không mất công anh qua. Mà anh cũng hứa với em là anh qua đúng giờ. Anh qua trễ bao nhiêu phút em? Hơn 15 phút á, cũng là trễ giờ làm của em rồi. Còn một chuyện này nữa mà, xong rồi là chia tay luôn. Là lúc đó em với anh cãi nhau, cả hai cùng đều giận nhau luôn. Anh mới nói với em như thế này nè. Anh không phải là kiểu là bạn gái giận mà anh phải đi qua nhà xin lỗi hay năn nỉ đâu. Tức là em có giận thì kệ em luôn. Đúng tôi rồi. Không năn nỉ em, tôi không xin lỗi em. Đúng rồi. Em muốn mở miệng trước thì nói đúng không? Xong rồi em với anh chia tay luôn. Bây giờ anh dặn em nè, cái nhất em phải biết địa chỉ mua đâu bánh canh cá lóc. Thứ hai là không nên trễ quá 15 phút. Thứ ba là không bao giờ nói với phụ nữ, với bạn, đặc biệt bạn gái của mình là anh không phải là người biết xin lỗi đâu nha. Cái đó thì đáp ứng được hết. Được ha. Diệu có biết xin lỗi bạn gái hoặc năn nỉ bạn gái khi hai người gây lộn không Diệu? Dạ thì cái việc đó là bắt buộc phải có rồi chị. Trời ơi, Diệu nhẹ nhàng quá. Diệu rất nhẹ nhàng như tên của Diệu. Diệu ơi, đó giờ mình đi học có ai chọc ghẹo cái tên Diệu của mình không Diệu? Lúc đi học á thì mình có cái gọi danh sách á. Đúng rồi. Thời gian mà cứ 3 năm trời mà cứ tên của em cứ ghi giới tính nữ không à. Là năm nào em cũng phải lên em xin đổi lại giới tính của mình á. Trời. Em có mấy mối tình? Em thì trải qua 2 mối tình. Cái mối tình thứ nhất thì do cái khoảng cách, với lại lúc đó cái công việc của em nó chưa có được gọi là ổn định lắm. Mối tình thứ hai thì sau này em đi làm ở công ty thì có gặp bạn đó. Sau một thời gian tìm hiểu rồi em về lại nhà kinh doanh á. Về cái thời gian sinh hoạt cãi qua cãi lại hoài á. Cãi nhau hoài luôn. Thảo, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cao từ 1m6 trở lên. Có 1m6. Nặng từ 75kg trở xuống. Dưới 75. Tính tình thì hiền lành. Rất hiền. Biết yêu chiều bạn gái. Chăm lo cho gia đình. Không hút thuốc. Có hút không? Dạ em chỉ có ngửi thuốc thôi. Dạ bấy nhiêu thôi anh ạ. Nhiêu đó thôi hả? Dạ. Diệu, em mong muốn cái mẫu hình lý tưởng của mình là như thế nào? Chiều cao từ 1m58 trở lên. Hiền lành một chút. Đừng quá nóng tính. Thôi mình Diệu đi, nóng quá mình Diệu luôn. Ôi trời, em gái xinh đẹp, dễ thương. Bạn gái. Trời ơi, đàn gái dịu dàng sao. Có thích làm dâu không? Dạ làm dâu thì không sao. Làm dâu giờ cũng sướng lắm ha. Dạ. Đàn trai anh thấy chịu đàn gái rồi đó. Chào Diệu. Chào chị. Trời ơi, nhìn em đúng Diệu luôn đó Diệu. Ví dụ như là mình có bạn gái đi. Rồi bạn gái mình hay ghen quá đi. Thì lúc đó em thấy làm sao? Cổ cũng không có cơ hội để ghen nữa. Sao vậy, sao vậy? Không có cơ hội để ghen luôn hả? Dạ đúng rồi, tại môi trường của em làm việc toàn nam không à. Không lẽ ghen em với bạn nam đâu đó. Cái vụ này đôi khi cũng có à. Đúng rồi. Hồi trước em đi làm tại ngân hàng á. Cái công việc của em là telesale. Thì cũng có gọi cho khách hàng để trao đổi về cái sản phẩm. Gọi nhiều lần quá rồi nhắn tin nữa. Rồi tên em cũng tên Diệu nữa. Nhắn vô một tuần á. Là cái vợ của khách hàng nhắn tin qua đánh ghen với em. Dễ thương, dễ thương. Thôi được rồi. Thảo, hôm nay em đi với ai? Dạ em hôm nay em đi với lại hai bạn đồng nghiệp và em gái. Em nhìn bốn cô gái ngồi phía trước, năm cô gái phía trước này. Em đoán thử xem ai là em gái của cô gái bên kia. Đếm từ ở ngoài vô 1, 2, 3, 4, 5 người nào. Mỹ là số 3. Đúng không, số 3? Trời ơi hay quá. Hay quá. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào, chào chị Nam Thư. Dạ. Chào tất cả các bạn đang có mặt tại trường quay.
Mình là tên Xuân. Yeah. Mình vừa là đồng nghiệp mà cũng là người chị của Thảo. Thì từ đầu chương trình tới giờ thì thấy là bạn trai rất là hiền. Chị thấy là rất là tốt, rất là hợp với em. Em gái cho anh hỏi một vài câu nào. Thấy anh rể tương lai được không? Dạ, em nhìn là em biết anh giống anh rể tương lai của em. Em cũng đề nghị ảnh gì không? Chị em rất thích uống trà sữa, ngày chắc cỡ 2 ly. Em nghĩ nếu muốn tán đổ chị em thì ngày nào anh cũng phải mua trà sữa. Thôi, em biết làm trà sữa. Tuyệt vời. Bây giờ mời đại diện đàn trai, em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và em gái của em. Chào cô Nam Thư. Dạ, con chào cô. Chào quý khán giả trong phim trường. Thấy Thảo hôm nay cũng hiền, được, dễ thương. Má thấy được, hai đứa tìm hiểu và cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn cô. Bây giờ bắt đầu cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Chúng ta cứ thoải mái tự nhiên trao đổi ha. Bắt đầu. Rồi, xin cảm ơn bạn. Em đến đây thì em có một bài nhảy vũ điệu rửa tay. Em coi như bây giờ là cái trường mầm non của em đi, em dạy mấy cháu đi. Chị nữa. Chị luôn hả? Dạ. Rồi. Hai MC nữa, anh Quyền Linh. Có luôn hả? Dạ. Nhúng hả Thảo? Dạ, nhúng. Đổi động tác. Đều. Hết rồi, trời ơi, cảm ơn cô giáo, cảm ơn cô Thảo. Cảm ơn cô, mai mốt cô tập cho con bài rửa chân nữa nha. Chào bạn, bạn nói chứ. Khi mà mở ra anh thấy em ngoài như thế nào? Xinh đẹp. Không nghĩ là nhìn bạn rồi mình thấy bạn nóng tính đâu. Thì nhìn thấy hiền. Em nếu mà em với anh mà có quen nhau á thì cái thời gian anh dành cho em á là được buổi nào? Cuối tuần và các buổi tối. Dạ, em thì cũng rảnh buổi tối, rồi công việc của em thì làm ban ngày. Nói gì đi, sao nhìn chị vậy? Giờ tay chân nó quýu quá rồi đó. Bây giờ ví dụ nói khó quá thì mình làm thơ. Làm thơ được thì mình hát. Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim. Dù có chút ngại ngùng, anh vẫn xin em nói một lời. Ngoài kia bao la thế giới, nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi. Mình gặp nhau trong chương trình này, anh mong em về cùng anh. Hay quá. Thí dụ như hẹn hò xong rồi, mình hiểu nhau rồi, mình tiến tới hôn nhân rồi. Rồi tiền bạc ai giữ, mình nói luôn đi. Cũng khó, tại em kinh doanh mà đưa tiền hết giữ rồi đâu còn được gì để kinh doanh nữa. Đối với em thì tiền bạc thì ai giữ cũng được, miễn sao là xây dựng được gia đình hạnh phúc và ấm êm là được rồi. Con cái thì em lại thích sinh con trai. Được không Diệu? Dạ quá hợp lý luôn. Trai một trai một gái. Ta hỏi được không á? Dạ được. Anh nào đó cũng nói y như em đó. Anh Linh này ác ghê. Làm gì em nói gì? Em muốn sinh con trai, chứ đẻ đứa con gái không? Bây giờ đẻ đi. Chừng nào lòi đứa con trai thì ngưng. Trời ơi. Đúng rồi, nếu mà khi nào đẻ được đứa con trai thì ngưng đẻ. Trời ơi. Em thích rồi, con trai lắm. Em chuẩn bị tâm lý đi. Chúng ta không bấm vì bất kỳ điều gì. Hãy bấm bằng tiếng nói của trái tim mình các bạn nha. Bấm nút là chúng ta có trách nhiệm với nút bấm và những gì mình đã hứa với đối phương nãy giờ. 3 2 1
hết thời gian. Chúc mừng các bạn mà em. Rồi bây giờ nắm tay. Khoan, anh Linh, hồi nãy nhớ Thảo đó không? Nếu mà bấm nút thì lật tờ giấy ra đọc. Đó. Cái này là bức thư do em tự em tự viết tay hả? Dạ. Đến bên người lòng tôi bối rối, đến bên người hồn tôi dại khờ. Người tôi yêu, người sẽ chung tình mãi mãi, người sẽ không lừa dối, người chỉ yêu mình tôi. Dẫu mai này thời gian phôi pha, dẫu có người nhìn tôi bồi hồi, vẫn có người dìu tôi vào mộng. Gửi người tôi yêu. Trời ơi, rồi em quay ra cho. Đúng rồi, mọi người thấy chữ, trời ơi, chữ của Thảo cực kỳ đẹp, xuất sắc quá. Còn cái này coi như không bấm, tôi đọc riêng tôi nghe. Cho em coi với anh Linh. Qua đây. Anh đọc to. Anh với em nghe thôi. Ừ. Coi như mình không bấm. Không, không, coi như mình không nói gì hết. Con người ai cũng có lúc rung động vì một người khác. Ừ. Nhưng phải đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là thoáng qua và đâu mới là yêu thương thật sự. Bởi vì yêu một người bằng mắt khác với yêu một người bằng cả trái tim. Gửi anh người không bấm nút. Hay quá. Không bấm nút một cái đọc là nghe nó đau xót con tim. Ôi đau lòng. Đứt từng đoạn gục á. Cất cái này vô. Phải nhớ xin lỗi khi Thảo giận. Bây giờ xin lỗi một câu được không? Anh xin lỗi em vì đã đến hơi muộn tí. Chày quá. Để đánh dấu cái sự gặp mặt ngày hôm nay, chúng ta trân trọng điều đó và chúng ta gửi trao một nụ hôn đầu tiên. Anh xin được phép hôn em cái nha. Nói dễ thương. Xin được phép hôn em. Rồi, vỗ tay, chúc mừng hai bạn một lần nữa. Tôi không mong muốn con tôi ưu đãi, ưu ái thêm một cái gì. Chỉ biết tôi là một người mẹ, chồng tôi là một người cha. Đó, điều đó là tôi mong muốn nhất. Ốm cao dễ thương, mặt lùn quý phái, đó là phe của tôi. Tại vì nhà trai nói gì với nhà gái thế nào? Tôi là nhà trai, tôi biết nói, tôi xin có trách nhiệm với con chuyện nếu hai đứa nhỏ thương nhau. Dễ thương quá, dễ thương quá. Mời bạn nam. Xin mời bạn nữ. Chào. Rồi em trai giới thiệu về mình đi em. Dạ em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Long Hồ. Long Hồ Vĩnh Long á hả? Dạ. Em sinh ra ở Cái Bè Tiền Giang. Dạ em lớn lên là ở An Giang và hiện tại đang sinh sống ở An Giang. An Giang là ở tại thành phố Long Xuyên hay là ở đâu? Dạ gần thành phố Long Xuyên anh. Em làm nghề gì? Trước đó thì em có học tài chính ngân hàng. Nhưng sau khi em học xong rồi em nói đi làm á, lúc em đi làm á, em mới cảm thấy nhận được là vài tháng là em có muốn đuổi giám đốc, tuyển giám đốc mới. Cái nó không phù hợp với công việc á. Cái thôi em về em làm nông. Học xong tài chính ngân hàng xong về làm nông. Giờ tức là em làm ruộng ở dưới quê đó hả? Dạ em thì làm ruộng, em làm vườn. Làm ruộng vườn trồng được cái gì? À, nhà thì trồng lúa, trồng sầu riêng, bưởi da xanh, ổi rồi đó. Tất cả các thứ. Rồi. Vậy bây giờ xin mời bạn nữ mình giới thiệu về bản thân mình nè. Lời đầu tiên em xin chính chào quý vị khán giả tại trường quay. Chào chị Nam Thư, anh Quyền Linh. Em tên là Quỳnh Lê Thùy Linh. Năm nay em 31 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại An Giang luôn ạ. Dạ hiện giờ em đang làm trợ lý dự án. Ủa em ơi, ở An Giang là em ở huyện nào vậy em gái? Dạ em ở tại Long Xuyên luôn anh. Rất hợp lý đó. Ta nói về một chút ưu điểm và khuyết điểm đi bạn gái. Ưu điểm của em á là em thích nấu ăn. Lâu lâu thì em suy nghĩ là những cái món ăn nó lạ lạ, nó độc độc thì em thực hiện luôn. Còn bạn trai, còn cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ em xin trình bày điểm mạnh của em là em có thể sống độc lập được. Em có thể làm tất cả công việc nội trợ được. Em có thể làm những công việc mà tính sáng tạo đó anh. Làm mới giống như bạn kia là thích nấu ăn là chế ra rồi tạo ra những món ăn mới này kia đó hả? Không, em mà công việc thôi, còn nấu ăn thì em là... Thì thí dụ gì dạ, đó dạ. Em trồng được bao nhiêu lúa? Nhà em canh tác được 6 hectare đất nông nghiệp. Wow, ở thành phố tôi có 50 mét rồi tôi muốn chết luôn rồi. Em có khuyết điểm gì không Long Hồ? Là em không thích thể hiện mình trước đám đông nhiều, rất là nhát gái. Còn bạn gái có khuyết điểm gì không bạn gái? Dạ khuyết điểm của em á thì thứ nhất là về ngoại hình của em thì nó không có được xinh xắn như mấy bạn gái khác lắm. Em tự nhận mình là em không có mập, em chỉ mỉm mỉm đáng yêu mà thôi. Ờ đúng rồi. Ờ không sao cả. Dạ khi mà ngủ á em hay có cái tật xấu là hay lăn lộn á chị. Tới cái tướng em gì mà em lăn là còn ok mà em còn lộn nữa hả? Em chỉ lăn qua lăn lại thôi. Hết hồn, hết hồn. Bạn trai, mình ngủ trên giường mình có nằm yên chỗ không ta? Em không xác định được là em có lăn lộn hay không. Nhưng sáng với sau thì có lẽ là vị trí cũ không còn lại. Vị trí em nằm ban đầu đầu hơn nữa. Nói chung là hai bên đứa lăn đứa lộn suốt vậy cũng mệt lắm à. Bạn gái, bạn có mấy mối tình rồi? Em có được 3 mối tình. Cái mối tình gần đây nhất mà cũng chia tay cũng lâu rồi ạ.
Bạn trai có mấy mối tình rồi? Em thì trải qua một mối tình ạ. Quen nhau cũng được hơn 4 năm. Bây giờ thì xấu, nhưng mà lúc đó xấu hơn nữa. Bạn đi làm thì bạn thấy nhiều người đẹp hơn, lý tưởng hơn, hình mẫu đúng như bạn chọn. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, đối với em thì em không quan trọng quá về ngoại hình. Em chỉ quan trọng nhất ở người phụ nữ đó là trung thủy. Em thì không xăm hình, nhưng đối với phụ nữ xăm hình thì em cũng không ngại. Nhưng mà thật sự thì còn trẻ anh, xăm hình thì da mình còn sức sống á, thì rất là đẹp. Nhưng khi mà mình lớn tuổi, khoảng từ tầm tuổi 40 đến 50 á, da lúc đó lão quá thì nó sẽ xấu. Nên em nghĩ là không xăm sẽ tốt. Quan điểm cũng rất rõ ràng ha. Còn bạn nữ yêu cầu một cái người yêu của mình về cái ngoại hình thì như thế nào? Ốm cũng được, mập cũng được, nhưng mà nếu mà ốm thì đừng ốm quá, nhìn sẽ như giống như số 10 vậy đó, đừng có cái bụng to quá. Tại vì em cũng tròn, bạn nó cũng tròn, đôi khi á là mình á là có những cái hành động thân thiết á, cái có thể là ôm chẳng hạn, thì hai cái bụng nó sẽ bị dội lên nhau, nó không có sát được. Để chị qua chị coi thử bụng sao. Thôi coi sao bụng vậy? Ở đây ngon, cũng tròn do, được không em? Dạ, anh Quyền Linh thấy cảm thấy là xứng với em là được. Không, em dễ thương á. Dễ thương. Đừng có sợ tròn, bụng bự gì. Đàn ông bụng bự thì sang, đàn bà bụng bự thì sao? Cũng anh sang như thường á. Cũng sang như thường. Đúng rồi. Thành ra đừng có lo cái vụ bụng bự hay không. Nhiều. Thấy về phong thủy á. Đúng rồi. Rất là thoải mái, phóng khoáng. Đúng rồi. Về phong thủy rất là hoành tráng. Đúng rồi. Tươi sáng. Ủa, quăng của đệ đó. À, rất là dễ thương, tôi chịu đàn gái đó. Em chào chị Đập Tứ ạ. À. Anh nhà anh còn anh trai em trai gì không? Dạ, nhà em thì em còn thằng em trai nhỏ em 7 tuổi. Em chị thấy được. Quan trọng là xấu mẫu đất nữa. Đàn gái không thích đàn trai cái tật xấu gì nhất? Em không có thích là cằn nhằn với nói chuyện úp úp mở mở anh. Em có hơi em trai? Em không thích là em không nói luôn. À, im luôn đúng không? Thấy chưa? Rồi có cái gì em ghét nhất ở đàn ông nữa không? Hói hói tí, hói. Hói mắc mới dài. Gì mày không biết xác định là hói hay không hói ta. Hình như nó hói mà nó làm luôn. Hết hói luôn á, tôi thấy là ok. Đàn trai cho Thư hỏi cái, ví dụ mình có thích sở thích nhậu nhẹt đồ không ha? Tứ đầu tường thì em không có đó, không có tham gia vào. Nhưng thật sự thì chia sẻ thì em có nhậu, và nhậu rất là nhiều. Nhậu là tức là tủ lượng nhiều chứ không phải là nhiều lần nhậu, thích nhậu la cà. Thì uống được nhiêu chai? Bia có thể uống được 1.5 lít, rượu uống được 2 lít. Là đô mạnh á. Dữ dằn luôn á. Nhưng mà cái mức độ đi nhậu mình có thường xuyên không? Hay chiều giống chiều đi làm về, đi làm lúa rồi vậy về rồi lấy gai đồ. Tiệc tùng hay là có sự kiện hay có gì trong gia đình thì hoặc là bạn bè hay là người thân mời thì mình mới nhậu chứ. Là nhậu nhiều thì cái công việc thì bỏ ai làm chị? Đúng rồi, người ta nhậu đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, đám quải, người ta nhậu thôi. Bảo đảm là bình đàn trai là ít nhậu, yên tâm. Anh ơi, cho em hỏi xíu là anh có hút thuốc không ạ? À, cái này không hút thuốc. Nhỏ lớn giờ không hút. Dạ, tại em ghét hút thuốc dữ lắm. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với lại mẹ, cô và anh ạ. Dạ, xin chào khán giả trường quay. Xin chào MC Hoài Linh, vui vẻ, đẹp trai. MC Nam Thư rất là xinh đẹp. Dạ, con cảm ơn cô. Nhìn thì hiện tại thì thấy cũng được. Em Linh thì nó rất là giỏi, nó rất là ham học. Hiện tại là nó được 2 bằng rồi đó. Thạc sĩ, nó muốn đi thêm tiến sĩ nữa như vậy. Cháu Hồ có thể mà tiếp tục để cho con đường của em Linh đó có được hay không? Dạ được ạ. Đó chị nói là rất bình thường. Thì muốn học thì cứ học. Nhưng bản thân con cũng phải học để phấn đấu cho cuộc sống, công việc đồ này kia. Nếu em học nữa thì con ủng hộ. Nhiệm vụ của nó làm thì nó đi suốt. Một tuần lễ có thể nó đi hết là 6 ngày đó. Có khi thứ 7 chủ nhật nó có đi nữa. Như vậy thì con cảm thấy nó có khó khăn gì cho con không? Dạ con là không có, thứ nhất là không quan trọng ngoại hình, cũng không có quan trọng vấn đề công việc. Nhưng con đang cần một người phụ nữ là dù cho có thể đi làm ở đâu, bất cứ yêu xa như thế nào, hoặc là lập gia đình mà hai vợ chồng không có thể gặp nhau được, nhưng vẫn phải trung thủy. Thí dụ con làm nông, em nó đi làm việc vậy, thì gia đình con với con có thấy nó có rắc rối gì cho con không? Dạ bản thân con thì con không ngại, tại vì mỗi người mỗi công việc. Con nghĩ là sau công việc thì vợ chồng gặp lại thì nó vui hơn, hay là xúm xích bên nhau thì mà nó không vui thì cũng vậy à. Nói chung ban ngày việc ai để làm, miễn dạ. Sao tối ngủ chung là được đúng không? Dạ. Cô ý thích của cô là muốn làm sao, thí dụ như vậy đó thì chú rể thì cũng phải thương vợ, biết cha mẹ, biết nói chung là đạo đức thật là tốt đó. Thấy gia đề ra nhiều quá phải không? Con nói thật thì con cũng làm con. Em mà có đi lấy chồng thì bản thân cô cũng phải kỳ vọng nghề rất là nhiều về con rể. Tại vì bởi vì người đó là quyết định là hạnh phúc của con của cô đến cả đời. Đó những là đòi hỏi là tất nhiên và tất yếu thôi, không có gì là sai lầm thôi. Rồi, hay quá. Giỏi quá, hay, trả lời xuất sắc. Em trai, đi với ai? Dạ, em đi với mẹ với anh họ ạ. À, có mẹ nữa. Dạ, con chào cô ạ. Em xin chào chương trình và chào
MC Quyền Linh và Nam Thư. Tam tòng tứ đức, đó là đương nhiên, ai cũng mong muốn. Nhưng mà đối với tôi, chuyện đó quá xa xưa. Công việc làm ăn của con, tôi sẽ ủng hộ. Tôi sẽ tạo điều kiện cho con bằng mọi tư cách. Tôi không mong muốn con tôi ưu đãi ưu ái tôi một cái gì. Chỉ biết tôi là một người mẹ, chồng tôi là một người cha. Đó, điều đó là tôi mong muốn nhất. Ốm cao dễ thương, mập lùn quý phái, đó là phe của tôi. Tại vì nhà trai nói gì với nhà gái thế nào? Tôi là nhà trai, tôi bước đó tôi xin có trách nhiệm với con chịu nếu hai đứa nhỏ thương nhau. Trời ơi, thương quá, dễ thương quá. Nói chung là gia đình mình là ở dưới là vui rồi đó. Kéo rào luôn cho tụi nó gặp mặt, về với An Giang luôn. Anh chào em. Em chào. Lần đầu tiên anh gặp mặt thì anh có món quà tặng cho em. Thì em đến với chương trình thì em cũng có một cái món quà nhỏ tặng anh. Thì em có thể mang cho anh được không ạ? Để cây xuống, để cây xuống đi. Đeo đi. Đó, hai cái mặt sát nhau rồi hung nhau bất ngờ đi. Được, anh có nghe. Anh cho em hỏi là anh ở Thời Sơn là anh ở xã nào ạ? Xã Vĩnh Khánh em. Tại em cũng có đi công tác ở khúc đó. Khi kết hôn xong á, em nghĩ là em sẽ sống ở đâu? Em sống với ba mẹ, em gái và dì và bà. Bà đang bệnh cho nên là nếu mà được á, thì là em muốn ở gần ngoài Long Xuyên có thể phụ tiếp mẹ chăm sóc cho bà. Thì em cũng đi làm nhiều rồi, em nói vậy thì anh rất là đồng ý. Nhưng mà em có ngại là khi tại vì công việc của anh thì anh phù hợp với đó, anh về anh làm đó rồi. Thế nhiều anh đi sáng đi chiều về hoặc là đi hai ba bữa thì chóng rồi anh đi về thì em có ngại không? Thật sự là em cũng không có ngại cái chuyện đó, miễn sao là mình quen nhau, mình yêu nhau, mình đã lựa chọn nhau thì mình nên tạo cho nhau cái lòng tin. Khi mà anh đi, miễn anh không có làm gì sai với em là được rồi. Rồi, để tay vào nút bấm đi các bạn. Bấm nút là chúng ta tiến xa hơn. Bấm nút là ta hẹn hò và đi đến hôn nhân. Chuẩn bị. 3 2 1 Hết thời gian. Hai bạn nắm tay nhau nào. Xin phép bác mình hôn em gái đi. À, dạ cho con xin phép được hôn em một cái ạ. Bác ủng hộ. Dạ con cảm ơn. Yeah, chúc mừng hai bạn. Mời nhà trai. Chào anh trai, ngồi đi em. Nào cưng, giới thiệu về mình đi. Em chào chị Hồng Vân ạ, em chào anh Quyền Linh, em chào bạn nam bên kia và em chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Phạm Thị Trà My, năm nay em 23 tuổi và hiện tại em đang là giám đốc kinh doanh của công ty Cobala Deco ở Hóc Môn ạ. Rồi, mời em trai. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào em. Và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Ngô Hoàng Viễn, 24 tuổi. Hiện đang là giám sát của công ty Nestle Việt Nam. Trời ơi, trẻ bên măng, kia, trẻ măng hả? Giám đốc bên này giám sát, ngồi kế là giám thúi. Sao bây giờ mình nói sơ về cái điểm mạnh và cái điểm chưa mạnh của mình nào? Nói về điểm mạnh của em thì em có thể nấu ăn, hát, đàn piano và đặc biệt là em rất là thích kinh doanh ạ. Còn điểm chưa mạnh? Điểm chưa mạnh thì... em không biết bạn nam bên kia nghĩ sao nhưng mà em đi với bạn thân của em thì em hay nói một số những cái từ không tốt đấy ạ. Em cũng cố gắng em sửa và nói chung là trong những trường hợp như gặp người lớn hay là gì đó thì em không nói những từ đó. Còn như đi với bạn mà toàn bạn thân thì em cũng thì lâu lâu hay bị phọt ra, đúng không? Đúng rồi. Và một điểm yếu nữa thì em nghĩ là em hay nói thẳng ạ. Dễ mất lòng người khác lắm, giống như em thấy sao thì em nói vậy. Rồi mời em trai. Dạ, điểm mạnh của em thì ở nhà thì em biết làm hết việc nhà, biết nấu ăn, ngoài ra thì có thêm kinh nghiệm chăm cháu nữa. Rồi trong công việc thì em là người khá là nhanh lẹ nên là thích nghi công việc nhanh. Bạn có tài lẻ gì không? Dạ, tới cái tiếp là đi chơi thì em biết chụp hình, biết quay phim, biết dựng phim, biết sửa ảnh. Cũng giỏi. Ngoài ra là em cũng có mấy kỹ năng sinh tồn nên đi chơi là không có sợ gì hết. Em có tật xấu gì không trai? Tật xấu thì... bạn nữ bên nãy có nói tật xấu của bạn thì thực ra thì em cũng vậy thôi. Đúng giống không? Dạ. Tuổi trẻ mà. Bạn em thì em nói chuyện cũng không có giữ ý tứ gì hết. Nhưng mà gặp người lớn thì sẽ khác. Đúng rồi. Bên cạnh đó thì em có cái tính xưa giờ bản thân em cũng không thích cái tính này của em, đó là nếu như một cái chuyện nó không quan trọng là em cứ để đó.
thuộc cái dạng là nước tới cổ mới bơi á, nhưng mà tới chân ngành thôi. Nhưng mà sau này phải khắc phục nha, cái đó sau này dạ. Đôi khi nó cũng phạm sai lầm nhiều lắm, nhiều khi cứ chờ nước tới chân nước nó ào cái dạ, là không em, có được gì luôn. Em lãnh hậu quả nhiều rồi. Thôi, à, đàn gái cho chúng tôi biết một chút về đường tình duyên đi. Dạ vâng ạ. À, em thì em trải qua 4 mối tình rồi ạ. Mối tình gần nhất ở đây được hơn 1 năm, bạn ấy nhỏ hơn em 3 tuổi và hút thuốc, xăm mình, nhậu nhẹt, tức là tất cả những cái mà em nghĩ là không có một người phụ huynh nào muốn con của mình quen. Nhưng mà em cũng thử cố gắng, hai đứa cũng hơn được 1 năm, nhưng mà do rào cản là bạn tự cảm thấy là em thì như vậy, còn bạn thì công nghề nghiệp chưa ổn định ấy ạ. Nên là bạn chủ động chia tay, bạn rút lui. Vâng ạ. Lý do gì mà em tới chương trình bạn muốn hẹn hò? Bởi vì em còn rất là trẻ. Dạ, thì mẹ em, cái đợt mà em và bạn nam vừa rồi chia tay ấy, thì em khóc nhiều quá, em rất là buồn nhiều. Thì mẹ nói là mẹ sợ em mủi lòng rồi lại dễ quay lại với bạn nam đó. Một phần, với một phần là thật ra là em thấy em cũng không đến mức xấu quá, hay là em không có tệ tới mức mà không có ai thích em ấy. Mà mẹ em cứ sợ em ế. Mẹ mới xem chương trình mẹ em mê là mẹ đăng ký cho em luôn. Thì em cũng thử mở lòng, em muốn mở lòng mình để tìm một bạn nào đó phù hợp với em. Hy vọng hôm nay em sẽ tìm gặp một người ưng ý nha. Dạ em cảm ơn ạ. Em trai có mấy mối tình? Dạ em chưa có mối tình nào hết. Đó, vậy mà ai tin chưa có người yêu không? Không có mối tình nào không? Có đơn phương không? Dạ đơn phương thì cũng có, chưa đi học thì em thì chuyên gia là để ý mấy bạn lớp phó học tập. Bạn này là phải con gái giỏi, sạch sẽ, gia đình gia giáo. Đi trong lòng. Tiêu chuẩn hơi kỹ, hơi cao một chút, cho nên là bạn không có người yêu là lý do đó. Đúng không cưng? Dạ, y chang vậy đó. Tức là bây giờ bạn này chỉ hình dung xem là bạn bên này á là có đúng như trong cái suy nghĩ của bạn hay không. Chứ còn gu bạn này là tôi biết rồi. Em đoán thì chắc đây cũng là một bạn gái xinh xắn và em nghĩ là sẽ chững chạc vì 23 tuổi mà đang đương cái chức vụ đó thì nó không hề nhẹ nhàng. Có chút mạnh mẽ, cá tính ở trong đó. Nhưng mà em có e ngại cái chuyện mà em thì chưa có yêu ai mà trong khi bạn thì là 4 mối tình rồi không? Có một chút chút, cái nỗi sợ đó nó cũng xuất phát từ cái câu chuyện mà bạn mới kể. Là cái bạn trai cuối cùng là kém 3 tuổi, nhưng mà bạn nữ khi chia tay lại khóc rất nhiều. Và bạn đó thì lại có nhiều thói xấu như vậy á. Có thể là bạn nữ này thích bad boy hơn là good boy, em nghĩ như vậy. Em sợ cái gu không có giống gu em đúng không? Dạ, em là một... thích good girl. Nhưng bạn này, bạn có thích bad boy không? Em nghĩ là quan trọng là cảm xúc và hai người hợp nhau nữa. Chứ còn nếu mà người ta có thể có nhiều 10 phần mà chỉ có 4 phần tốt thì 6 phần còn lại vẫn hoàn thiện được, nếu mà mình thực sự mình muốn cố gắng cùng đối phương ạ. Nên là good hay là bad thì đều không sao hết. Nhưng mà cái gu của bạn là như thế nào? Với một người đàn ông thì bạn muốn là ăn mặc sao? Mặt mũi phải như thế nào? Bạn trai của em thì em nghĩ là đầu tiên là phải chịu được tính cách, vì thực sự nhìn em vậy thôi. Nhưng mà những lúc mà em mà giận, nhiều khi em cáu gắt lên, rất là nói những câu hơi bị khó nghe, làm cho họ sẽ buồn. Em muốn bạn nam phải cao hơn em. Đương nhiên là cao hơn em, dạ. Đó kêu nhiều khi gấp đôi em á. Và ăn mặc lịch sự là được. Bên đây lịch sự, ngon lành, sạch sẽ luôn, mặc đồ đúng gu luôn. Em cao 1m nhiêu à? Dạ 1m75 ạ. Đó 1m75 gấp đôi bạn này rồi. Đúng rồi. Em 1m75 đó. Em trai muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? Nghĩ là một phụ nữ thì bạn thì người về công việc thì em nghĩ là nếu được á thì sẽ là một người phụ nữ của gia đình nữa. Nhưng mà mình yêu cầu thấy cũng khó, một người phụ nữ vừa gia đình mà vừa công việc khổ người ta lắm. Dạ. Đôi khi người ta giỏi chỉ có một thôi. Mà nếu mà phụ nữ giỏi hai cái đó thì quá giỏi rồi. Có. À Vân đó hả? Có những người phụ nữ như vậy. À Vân, Hồng Vân phụ nữ như thế. Nhưng người phụ nữ thấy khổ lắm em. Thật ra em cũng muốn chia sẻ thêm là bản thân em cũng là một người rất là... Giờ này cũng chẳng... chứ có ai là cũng một phần vì công việc. Bên cạnh đó là em vẫn dành những khoảng thời gian dành cho gia đình. Và em trân trọng điều đó. Như là đi làm về em đã quy định cái thời gian em làm việc là em làm việc thôi. Còn khi về gia đình là em sẽ dẹp hết công việc qua một bên. Chăm sóc gia đình. Và... Tốt. Dạ. Rồi bây giờ thì để anh xem bên đàn gái làm sao nha. Anh nhờ anh Quỳ Linh. Ôi trời ơi, dễ thương quá trời. Dạ, em cảm ơn. Người này cũng gu thẩm mỹ tốt. Người bên đây cũng gu thẩm mỹ tốt luôn. Hai đứa hợp ha. Hợp đó. Rồi, hôm nay thì em gái đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp em là sếp của em ạ. Hai, xin chào. Anh Quyền Linh và chị Cát Lâu, chị Hồng Vân ạ. Chào bạn trai và gia đình bên bạn trai. Thì em thấy thì bạn trai bên đây thì rất là hợp với gu của mình. Thì nếu mà được thì tìm hiểu. Nói chung là trai tài gái sắc. Cảm ơn em.
Em trai đi với ai? Dạ, em đi với lại anh họ em với lại bạn của em ạ. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào chị anh Quyền Linh, chào nhìn bạn mình và chào mọi người ở đây. Theo anh đánh giá thì hợp với thằng em anh là chắc cũng phải là lên tới 80 rồi đó, 80% là hơn. 80%? Đúng rồi. Tại vì bản thân thì thằng em anh nó chỉ có một số điểm yếu nhỏ thôi, là nó hơi ham chơi chút xíu thôi. Thì cũng hy vọng là em có thể chấp nhận nó. Còn Viễn nè, thực sự bạn bên đây là rất là dễ thương. Nếu anh đánh giá thì tính cách mạnh, tốt, cũng khá giống em. Cũng mong là hai bên cũng thể tiến được với nhau. Rồi, cảm ơn nhà trai. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Không gian này là của hai đứa đó. Dạ, chào anh ạ. Chào em. Cái này là quà em tặng cho anh. Dạ. Em ở Đắk Nông nên là trồng cà phê. Cái này là cà phê nhà em làm ạ. Em cảm ơn ạ. Mở ra mình mở quà luôn. Em tặng cho bạn nữ là của anh Bum do mình đó, nên là em hy vọng là của anh Bum này sẽ lưu trữ kỷ niệm của hai đứa em. Dạ, cảm ơn anh ạ. Thể hiện anh thấy đây máy chụp hình này là gì? Dạ thì em muốn lưu lại khoảnh khắc đầu tiên của hai đứa luôn. Chụp luôn. Dạ. Wow, lưu lại khoảnh khắc. Bạn kia tạo dáng luôn. Tạo dáng đi cưng, đây tôi né qua một bên. Ngược lại. Ok. Như chuyên nghiệp luôn ha. Dạ, giống studio. Rồi, một bôi. À, dạ rồi. Ok. Nhớ gửi hình cho anh nha. Dạ. Rồi em có cái món quà gì em tặng liền. Em xin gửi tặng anh Quyền Linh, chị Hồng Vân với lại tất cả quý vị khán giả ở đây và anh bài hát mà em tự sáng tác ạ. Wow. Ngày ấy người vội vàng buông cánh tay này, chẳng còn gì anh bước đi vội, anh quay lưng em bất khờ. Chiều vắng ngoảnh lại nhìn nơi phía sau em, lục lại tìm ký ức không anh, em chấp nhận mất anh đây, đừng để tình yêu thêm ngày sâu đậm, và dù người ra đi chẳng hy vọng, anh ấy đã quá xa rồi, em đã mất anh rồi, còn đâu, và để lệ hên cay bờ mi rồi, lục lại tìm anh yêu dần nơi nào, anh ấy chẳng giống như xưa, mình em bữa rơi mưa tóc quên. Hay quá. Cái bài này rất là hay. Dạ. Nhưng mà phải để một người khác hát. Còn ngay thời điểm này em phải hát một cái bài gì đó mà nó mang tính gắn kết. Và trời ơi, lại một mình em dưới mưa rồi nhớ về anh. Thôi đừng em phải đổi bài đi. Em hát bài Em Gì Ơi của Trách nha. Gì ơi, anh Gì ơi. Đừng khóc như thế, xin đừng khóc như thế. Bao nhiêu niềm đau chôn giấu, một ngày sẽ qua mau. Đời phong ba, độc thân bước chân sơn hà. Buổi sáng hôm ấy khi còn trắng sương bay, ta như làn gió phiêu lãng mang hành lý thương nhớ. Chẳng sao đâu, dù bi có khi còn lâu. Lạc mình trong cánh buồm phiêu du, chiếc thuyền đông đưa nhớ ngày xa xưa. Bé nhỏ hay thưa mẹ thưa cha rằng con đi học mới về. Giờ tung bay khúc nhạc mê say, bước lòng tha hương, ước rằng ngày mai nắng lên, ngày mai nắng lên ta sẽ quên. Này 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 anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi, ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có trông. Việc gì phải ôm buồn đau, riêng mình ta cuộc đời là muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao, trời xanh núi cao mây ngàn sao. Oh. Trời ơi. Rồi. Nghe ta hát thôi là bấm nút rồi, không cần phải hỏi han gì nữa. Như đó rụng tim rồi đó, rụng nụ luôn. Thôi, bây giờ thì mình trao đổi chút xíu đi. Anh thấy là cặp đôi này đẹp trai, rồi đẹp gái ha, có tài này kia nữa. Đúng
đúng cái gu mà em thích là em thích một bạn nam cao này và ăn mặc lịch sự, thì không biết là sau này tìm hiểu như thế nào, nhưng mà hiện tại thì em thấy là bạn rất là phù hợp với em. Riêng bản thân anh á, khi nhìn thấy em thì về ngoại hình em thì em rất là dễ thương. Còn anh thì chắc phải cần thêm một vài buổi trò chuyện nữa, khi mà nói chuyện nhiều hơn thì anh nghĩ là với cái năng lực, cái khả năng của em hiện tại thì anh nghĩ chắc anh cũng bị đổ sớm rồi. Anh rớt liền, anh rớt ngay sau đây rồi. Rồi mình hẹn hò sao các bạn? Hiện tại thì anh đang ở quận 7. Thì không biết là mình đang ở đâu rồi. Em ở Hóc Môn, ở công ty luôn ạ. À là mình ở tại công ty luôn. Dạ đúng rồi. Chắc kiểu này nó dọn nhà nó Hóc Môn nó ở luôn á. Không mà thật sự là công việc là giám sát nên là cũng đi nhiều nơi nên là mặc dù là làm nhà ở quận 7 nhưng mà làm ở quận 3 và chiều thì về tới Tân Phú lận. Chiều về Tân Phú là cái kho của nhà phân phối ở đó mình phải về đó thôi. Đứa ở kho, đứa ở công ty. Ý là đó giờ anh chưa bao giờ quen ai đúng không? Đúng rồi. Bây giờ nếu mà anh hẹn hò với một người thì anh có chịu được cái tính cách của một người mà hơi bị thẳng thắn như em á? Những lúc em tức lên là em nói với lại hành động của em làm cho nhiều khi em làm tổn thương á, thì anh có chịu được không? Lúc nào em cũng muốn người khác làm lành trước. Anh là một cái người mà lúc mà giận á là anh bỏ đi, nhưng mà không phải bỏ đi là bỏ đi luôn, mà là bỏ đi cho chờ người kia nguội xuống rồi mình mới về. Vậy nếu mà quen em không muốn người bạn trai mà khi mình đang giận nhau tự nhiên bỏ đi. Mặc dù em biết là em sai, em ngang ngược, nhưng mà sau đấy em sẽ tự chủ động xin lỗi cũng được. Nhưng mà em không muốn người ta bỏ đi vì em sợ cái cảm giác bỏ rơi đúng không? Đúng rồi, chính xác. Nên là anh đừng, ý là anh đừng bỏ em đi. Ok, thì em cần cái gì đó để hạ nhiệt kịp thời thì ok, anh sẽ hạ nhiệt kịp thời. Nói sâu một tí xíu ha, là nếu như mà lấy nhau về thì em nghĩ ai sẽ là người nắm giữ tài chính? Em nghĩ là tài chính thì của ai tự quản đi. Nhưng mà mình phải có một cái nguồn để cho trong gia đình chi tiêu, ví dụ như là nội trợ hoặc là thăm ngoại thăm nội đúng không? Thì đương nhiên là hai đứa phải có chung một khoản đấy rồi. Nhưng còn ví dụ như lương tháng anh bao nhiêu em cứ tự giữ, em cứ tự giữ. Còn anh thích dắt em đi ăn cái gì hay là mua quà tặng em thì em không từ chối đâu. Thì cái đó là riêng. Còn không nhất thiết là anh phải đưa cho em hoặc là em phải đưa cho anh làm gì cả. Mình tự chủ về kinh tế. Đúng rồi, anh cũng suy nghĩ như vậy. Rồi, bây giờ trước khi ta bấm nút, chúng ta cảm nhận gì về cuộc nói chuyện ngày hôm nay và cảm nhận người đối diện thế nào? Em nói đi em. Thật sự là do cũng chưa yêu bao giờ nên em cũng không biết diễn tả cái cảm xúc của mình lúc này là như thế nào. Nhưng mà với bạn nữ thì em nghĩ là em muốn tìm hiểu bạn. Rồi, thôi, còn cái chuyện trả lời câu hỏi đó thì bạn nữ sẽ trả lời bằng nút bấm. Hãy để tay nút bấm đi các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra thật sự con tim mình có rung động với đối phương chưa. 3 2 1 Chúc mừng. Chúc mừng các bạn. Nắm tay nhau. Bắt đầu từ ngay bây giờ chúng ta đã quyết định hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau. Hãy giúp đỡ em ấy trong tình yêu, bởi vì chưa yêu lần nào. Một người 4 mối, một người có 5 mối thôi. Bây giờ trước mắt gia đình hai bên ha, em nói gì với những người lớn đi? Gửi cho ba mẹ em trước đi. Là con cũng cố gắng làm thực hiện cái việc mà ba mẹ đang mong muốn mấy năm rồi. Là cũng ráng kiếm người về cho ba mẹ. Còn với hai bác thì con hy vọng là với bản lĩnh của mình con có thể bảo vệ cho em ấy. Em ấy tên gì? Em ấy tên gì nè? Tên là My. Trà My. Nhớ em trai tên gì không? Văn liếp rất là gian. Nhắc liền, nãy ta nhắc rồi nhắc luôn. Viễn ạ. Anh ngủ đầu tiên, chưa hôn một hôm nào nha. Bây giờ em đáng lý phải là cái người mà dẫn dắt để tình trường em hơn ta, đúng không? Cho nên bây giờ em phải là người mà làm cái việc đó trước, rồi sau đó ta làm lại. Bây giờ cao quá, cao thì kiếm tên. Không xuống, không sát luôn. Rồi đó, em làm lại đi. Dạ. Em chuyên tất cả các loại về dừa, như thế là dừa tươi, dừa xiêm xanh, xiêm đỏ, dừa dứa, dầu dừa, nước màu dừa, mứt dừa và đồ mỹ nghệ dừa. Biệt danh em là Thánh Dừa. Phải sạch và phải thơm nữa. Pha lên coi có thơm không nhé, này chưa biết nha. Mời bạn nam. Đây, ngồi đi bạn.
chào. Chào anh Cô Linh. Dạ xin mời bạn nữ. Oh, wow wow. Wow ê cha. Chà, bạn gái gì nghe wow 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 không vậy? Wow lắm nha Linh nha. Em giới thiệu về em coi em gái. Xin mời em giới thiệu về bản thân mình. Dạ vâng ạ. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư cũng như là các vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Hoa, năm nay em 26 tuổi và hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em thì sinh ra ở Nghệ An và lớn lên ở Gia Lai. Em làm công việc gì Hoa? Dạ em kinh doanh bên thời trang ấy. Kinh doanh thời trang, rồi vậy là mặc đồ đẹp lắm rồi ha. Rồi bây giờ xin mời bạn nam mình giới thiệu về mình nè. Dạ vâng, em xin tự giới thiệu, em là Vũ Minh Đăng. Hiện tại em 29 tuổi, hiện tại đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em là ở Thanh Hóa. Hiện tại em là đang kinh doanh buôn bán tự do. Hiện tại em đang kinh doanh nghề các sản phẩm về dừa. Dừa hả? Dạ vâng. Bên kia là Hoa, bên đây là Đăng, Hoa Đăng. Trời hợp quá. Thả đèn Hoa Đăng, cầu bình an, hạnh phúc, thành công cho mọi người. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn gái là gì? Dạ em thì vui vẻ, hòa đồng và em cũng khá là tự tin vào cái ngoại hình của mình và nói chuyện thì thu hút người đối diện. Tính em là người phụ nữ hiện đại á, thì em quan niệm là phụ nữ thì phải có sự nghiệp nè, độc lập nè về tài chính cũng như là có sự nghiệp, và thứ hai là phải lo toan được công việc trong gia đình. Và em thì kiểu em cũng tham công tiếc việc á, nên là nhiều khi em cũng hơi tập trung vào công việc nên là nhiều lúc cũng có bận rộn. Bây giờ em kể đi, mạnh không? Điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em hay hơi nóng tính á. Nhiều khi bực chuyện vì đó thì em hay chửi. Chửi nồi niêu son chào. Là chửi đã cơn đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà không có gì hết chị đi lên mình chửi như vậy thôi chứ không có để bụng. Còn điểm mạnh, điểm yếu của bạn nam là gì nè Đăng ơi? Dạ điểm mạnh của em là em thích kinh doanh và tham gia các chương trình từ thiện. Hiện tại em là vận động viên đua xe đạp và mạo hiểm và chạy marathon. Em tham gia các giải khắp trên toàn quốc mình. Em chạy xe đạp? Dạ vâng, đua xe đạp. Quá dữ luôn ta. Dạ vâng. Em nói em bán dừa hả? Dạ vâng. Bán dừa gì? Là em chuyên tất cả các loại về dừa, như thế là dừa tươi, dừa xiêm xanh, xiêm đỏ, dừa dứa. Và các sản phẩm như dầu dừa, nước màu dừa, mứt dừa và đồ mỹ nghệ về dừa. Ủa thôi còn là dừa không vậy đó hả? Chuyên dừa, em bản danh em là Thánh Dừa. Thánh Dừa hả? Thôi dữ luôn. Hôm nay có mang dừa lên đây không? Có mang dừa lên không anh? Dạ hôm nay thì nói chung là nó có nhiều vấn đề nó xảy ra, nó ngoài mong muốn, thì xe hàng của em bị hư không lên được nên là không có hàng đưa lên đây. Không mời anh lên, ít nhất phải đem mứt dừa lên đây. Đúng chứ. Đúng rồi, mứt dừa, nước không dừa. Không có trái đâu. Dừa, không có đồ dừa thì phải có mứt dừa. Em dừa phải thôi. Thấy dừa gì kỳ quá, phải có nói chung dừa. Là nhiều lúc nó rơi vào tình huống nó ngoài mong muốn em ơi. Nhược điểm của bạn nam là gì hen? Dạ nhược điểm của em là nóng tính nhá. Nóng tính. Nóng mà này nóng nữa. Dạ vâng, và em khi mà em gặp những chuyện bất bình trên đường thì em hay can thiệp vô để em giải quyết vấn đề cho nó được. Ví dụ như họ sẽ xích mích thì mình vô can thiệp giảng hòa cho người ta, nhưng mà đôi khi người ta hiểu nhầm mình. Em hiệp sĩ đường phố hả? Thấy cái gì là bất bình là nhào vô luôn á hả? Không, như mình phải nhìn nhận định câu chuyện nó là như thế nào, chứ không phải là mình nhảy vô là mình làm theo cái hướng theo chiều một nghĩa hiệp đó. Vậy về có nóng tính với vợ không anh? Dạ không em ơi, dạ không em ơi. Khi mà hai bên cùng nóng thì nó hết hai bên im lặng nữa, mọi thứ nó sẽ chun chảy hơn. Nóng quá uống nước dừa hết nóng. Chính xác luôn. Đúng rồi, người ta nói cơm xô thì bớt lửa, biết đời nào khê. Em có tật xấu gì không em trai? Dạ tật xấu thì hiện tại em không có tật xấu gì. Không có tật xấu gì hả? Tốt không vậy đó hả? Thiệt không? Để coi thử. Chị thử chị. Kìa nghe không có tật xấu gì, chị Nam Thư chỉ hỏi thiệt không kìa. Ồ, hello. Dạ chào chị. Không có tật xấu gì luôn thiệt hả? Dạ vâng ạ. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi hen? Dạ mình có 2 mối tình. Và mối tình gần nhất thì mình trải qua cũng 4 năm. Khi yêu thì người đó là đang sinh viên và mình thì đang bắt đầu từ nghỉ công ty ra mình kinh doanh, thì nó gặp đôi chút khó khăn. Thì khi mình tập trung vào khởi nghiệp thì lúc nào mình phải tập trung cả cái thời gian mình san sẻ cho người đó nó ít hơn, thì khi mà người đó cảm thấy nó bị lạnh nhạt thì người ta chọn bước ra đi. Tức là mình không có thời gian nhiều dành cho người yêu cũ của mình. Hồi nãy bạn gái bên đây có hỏi á, là vận động viên đua xe đạp. Dạ vâng. Vậy thì có khỏe không? Đúng rồi, có khỏe không? Cái điều đó chắc là phải có rồi. Mình thì có một thể lực rất tốt thì mình có thể đi đua được. Để mình cạnh tranh thứ hạng với người ta được. Được rồi, thấy chưa? Thấy đàn trai ngon chưa? Em thấy bình thường, từ từ. Vậy là anh chưa gặp đàn gái bên em rồi. Để tôi coi đàn gái sao mà rồi. Qua nhìn đàn trai với nửa con mắt vậy. Trời ơi, mời anh. Hello. Em chào anh. Ổn không anh? Đúng là Hoa.
Hoa, đúng, tươi như hoa. Hoa này hoa thuộc hoa Đà Lạt đẹp ha. Một chút hoang dã của núi rừng ha. Một chút lộng lẫy của Đà Lạt ha. Một chút khiêm tốn chứ không như ai kia bà mối chảnh. Trời hoa ơi, chê đàn trai. Đẹp có quyền. Đúng. Đàn trai ta cũng sắc nước hương dừa lắm à. Trời ơi, sắc nước hương dừa. Em muốn thử sức khỏe không? Thử. Thử. Cho em thử, muốn chị. Thử gì? Hít đất đi anh, hít đi đây đó, nằm dài hít. Hít cho anh. Em hít cho anh 80 cái thôi coi. 1 2 hít 3 nào hít thở thôi. 5 hít 6 thoải mái vô. 7 8 hít hết bụi luôn. 9 thôi bởi 10 11 12 12 cái nha. Em chim về chanh thôi. Được. Cuối cùng cũng chinh phục được bà mối bà nữa không em hả? Chưa, em còn nhiều vòng lắm. Bây giờ em gái. Dạ. Nãy giờ qua bên đây kiểm tra đàn trai rồi tôi kiểm tra lại nè. Đàn gái có mấy mối tình rồi? Dạ em là có 3 mối tình rồi ạ. 3 mối tình hơn bên đây mối ha. Cái mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi em? Dạ cách đây 1 năm ạ. Tại sao chia tay? À em phát hiện ra bạn đó lăng nhăng ạ. Tức là em phát hiện mấy lần thì bắt đầu mới chấm dứt cái mối tình đó? 3 lần ạ. Là em cũng có tha thứ rồi. Thôi vậy cho đi luôn đúng rồi. Đúng rồi. Em gái muốn tìm một người yêu thương như thế nào? Ngoại hình anh, ngoại hình là em ngoại hình phải khá chút xíu, 7 điểm trở lên đó chị. 7 điểm. Cao chi 1m7, bụng không có bự quá. Hơn 1m7, gọi gì nữa? Em yêu cầu đi, đàn trai đáp ứng cho coi nè. Anh ơi phải khỏe nè. Khỏe chắc khỏe luôn. Rồi, phải sạch và phải thơm nữa. Sao nên coi cô thơm không như thế này chưa biết nha. Cao có sạch và thơm không anh? Sạch, sao? Có sạch, nhưng mà hơi đen chút xíu. Nó da ngâm ngâm thì nhìn đôi khi nó không được sạch lắm thôi, thể thao mà. Dạ rồi, cho qua được anh. Còn gì nữa? Em nghĩ là phải trung thủy nè. Phải chăm chỉ cầu tiến trong công việc, cũng như là có tham vọng. Rồi không gia trưởng vũ phu, làm được thì chơi được, giống như là làm hết sức chơi hết mình. Tại vì cái tính em cũng vậy rồi, để mà hai người hòa hợp. Em có một cái mẫu hình lý tưởng nào của em không? Về người đàn ông không? Về ngoại hình nhá, thì em thấy em thích Nô Phước Thịnh á. Còn cái mẫu lý tưởng thì em cũng không quan trọng lắm. Giống như mình thương thì mình thương thôi, chứ cũng không quan trọng lắm. Bên đây cũng nu nhưng mà rừng xà nu á. Anh thấy yêu cầu bên đó em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? 70%. 70%? Em muốn người phụ nữ như thế nào? Nói chung là em không quan trọng vấn đề ngoại hình. Em quan trọng vấn đề đó, người đó là tin tưởng em. Và nói chung là cùng hiểu nhau và chia sẻ nhau mọi khó khăn. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi những cái ý kiến trên có hợp lý không nha. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị gái của em ạ. Rồi chào chị gái. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Thứ, chào toàn bộ khán giả và mọi người xem chương trình ạ. Em thấy bên đây sao? Dạ anh trai này khá là chín chắn và có cảm giác là giống như anh trưởng thành ấy. Thì nếu như mà hai người có thể tiến tới với nhau thì em nghĩ là có thể bổ trợ cho nhau. Dạ rồi. Cảm ơn chị. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với một người anh của em. Mình tên Khoa, mình xin chào anh Quyền Linh với Nam Thư và mọi người ạ. Thì mình thấy cô gái này đều ok, xinh. Nhưng mà điều đó không quan trọng tình yêu. Quan trọng là em này có tính độc lập. Và em này cũng độc lập. Hai em rất là trong cái vấn đề đó ok. Anh thấy hai đứa hợp. Không gì quý bằng độc lập, tự do là hạnh phúc. Ok. Duyên dáng. Cảm ơn anh trai của bạn Đăng. Bây giờ mình mở rào đi, cho hai đứa gặp mặt. Mở rào. Chào em. Chào anh ạ. Cảm ơn quà tặng em. Dạ em cũng đây, em cũng có món quà tặng anh. Em của ít lòng nhiều anh ơi. Ok. Em cảm nhận gì về anh? Em thấy anh cũng chín chắn này, cũng làm kinh doanh giống như em thì em nghĩ là cũng dễ hòa hợp. Với anh thì lần đầu tiên gặp em thì em thấy là một người là sống về một gia đình. Dạ. Nói chung là em có một cái trách nhiệm gì đó ở cái công việc mình rất cao. Anh có thích đi du lịch không anh? Nói chung là mỗi lần mình đi du đó là một kết hợp với để đi du lịch luôn đấy. Em thì có sở thích là ăn đủ thứ luôn. Niềm đam mê bất tận với ăn uống và đi du lịch. Nên là nếu mà tìm được một người đồng hành như vậy thì sẽ rất là dễ. Hồi nãy em gái nói là cần người đàn ông sạch sẽ thơm đó. Bây giờ em kiểm tra coi có sạch có thơm không? Hơi khó kiểm tra. Em đi lại gần chút xíu đi, em đứng dậy em đi lại gần chút xíu. Chết rồi sao em kiểm tra bây giờ? Em đi vòng em đi vòng vòng đó. Em hửi coi có thơm không? Em không thấy mùi gì. Em thì kiểm tra sao coi có thơm không? Dạ không thấy mùi, không thấy mùi thơm. Cũng không thấy mùi cơ thể. Mà rồi bây giờ Thư hỏi nè, quan điểm hai bạn á về cái chuyện sống thử trước hôn nhân thì như thế nào?
Tại vì em là kiểu hiện đại, em thấy sống thử thì nó cũng không phải là cái gì đó quá. Giống như hai người nếu mà đã xác định là cưới nhau đi thì có thể là sống thử một thời gian để xem thử có hợp với nhau hay không. Thế trong quá trình đó mình tìm hiểu nhau, mình thấy không hợp nhau thì mình chia tay. Còn nếu như mà mình thấy hợp nhau thì mình tiến tới hôn nhân. Mới gặp nhau, quen nhau, cái sống thử thì em thấy không nên. Chính xác luôn, anh cũng nghĩ như vậy nè. Không nên làm chuyện đó. Rồi bây giờ Thư hỏi Đăng câu nè. Thấy bạn gái nữ xinh không? Dạ rất xinh. Rất xinh. Người ta nói lấy vợ đừng lấy xinh quá. Vợ mà đẹp quá lo lắng lắm. Vậy thì bây giờ ví dụ đi, Rinh cô này về được làm vợ mình, rồi lúc đó Đăng có lo lắng không? Vợ mình đẹp quá mà. Nói chung thì cái điều đó thì người đàn ông nào cũng có á. Là cũng có lo lắng đúng không? Tính em là sống tình cảm ấy, thì em mà thương ai rồi á thì rất là chung tình, suy nghĩ có một người đó thôi, chứ không có lum la. Nói chung là anh rất ghét mẫu đàn ông mà lăng nhăng. Và bạn anh thấy anh không chả làm chuyện đó. Dạ. Bây giờ nè, trước khi chúng ta bấm nút thì mỗi bên có thể hát tặng nhau một bài nào đó để chúng ta truyền cảm hứng cho nhau được không? À, em hát một câu nhá. Em mượn siêu thọ tình đấy thì sao nào, em yêu anh đấy thì sao nào. Hy vọng anh đừng ngơ ngác, đừng câu mày, thôi coi như chưa nghe thấy cạn ly vậy. Em hát được một câu này. Có hay. Bài này có tên là Mượn rượu tỏ tình ha. Ý nghĩa quá trời quá tên bài hát. Hãy bấm nút bấm với trách nhiệm của mình. Yêu thương, hãy bấm. Còn không rung động trái tim, chúng ta không cần bấm. Chuẩn bị. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian. Nắm tay đi. Nào, hãy xin phép chị đi. Dạ, em xin phép chị được làm quen với em gái của chị. Và em xin hỏi được thơm em gái chị. Thơm là gì? Thơm. Thơm á. Cái đó là do bệ hoa quyết định. Em đồng ý cho anh thơm em một cái không? Đứa thơm chán đi anh. Thơm chán. Yeah. Không được. Thơm chán tức là hung con, em hiểu không? Có. Mẹ hung mẹ. Đó.